chương 151, tìm đường chết 3 ca quốc. Trước đây không lâu, quá tối sơn mạch nội địa một chỗ. ba ca. Không nghĩ tới cái này nghiệt súc liền xê cấp cũng chưa tới, nhưng lại khó giải quyết như thế. Sơn bổn kiện lần la nhìn xem lần nữa biến mất không thấy tiểu bảo, tức giận đến nổi trận lôi đình. Chim nhỏ tương, ngươi lĩnh vực này cho ta duy trì được, nàng nhất định còn ở bên trong không có chạy đi. Là, ban trưởng. Ca tô chim nhỏ nghiêm nghị nói, sử xuất toàn lực duy trì tự thân cấm đoạn lĩnh vực. Sơn khẩu quân, Người giúp chim nhỏ tương ngăn cản hỏa diễm, những người khác toàn bộ rút khỏi đi, nhìn ta dùng hỏa diễm đem nàng bước đi ra. Sơn bổn kiện lần lan còn nói. Những người khác lập tức từ chim nhỏ tương cấm đoạn trong lĩnh vực lui ra, chỉ còn dư cao lớn sơn khẩu một chồng cùng chim nhỏ tương ở bên trong. Sơn bổn kiện lần lan hết lớn một tiếng, một trưởng hướng phía trước đẩy đi, hỏa diễm từ lòng bàn tay hắn chỗ bắn ra mà ra, tràn vào cấm đoạn trong lĩnh vực. Chỉ chốc lát sau, tiểu bảo bị bức phải hiển lộ thân hình nàng mắng nhiếc nhào về phía chim nhỏ tương cùng sơn khẩu một chồng muốn cho chính mình kéo lên hai cái chịu tội thay nhưng vào lúc này tại cấm đoạn lĩnh vực bên ngoài khác ba ca quốc nhân phát động công kích một cái thân mặc kimono mỹ phụ nhân một thương đánh vào tiểu bảo trên thân tiểu bảo trúng đạn sau tứ chi vô lực ngã trên mặt đất tiểu lâm phu nhân thương pháp quả nhiên tinh xảo một thương liền quật ngã cái này chỉ ác hổ sơn bổn kiện lần lan không tiếc tán thắng nói tiểu lâm sadako mỉm cười đi lên trước nghỉ nâng lên tiểu bảo nhưng vào lúc này, một cái hình thể càng lớn lão hổ theo số đông người phía sau vọt ra. Cái này chỉ lông tóc trắng đen xen kẻ lão hổ, tự nhiên là đại bảo. Lực chú ý của mọi người đều tại tiểu bảo trên thân, lại thêm đại bảo nắm giữ năng liễm tức công có thế phát bảo, cho dù là thực lực đạt đến A cấp nhất tinh sơn bổn kiện lần lan cũng không phát giác được hắn tại ở gần. Đại bảo bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, trực tiếp đem cái kia người mặc kimono Mỹ phụ nhân tiểu lâm Sadako ngã nhào xuống đất. Ca, đi mau, ngươi chớ xía vào ta. Đánh không lại bọn hắn ngã trên mặt đất tứ chi vô lực tiểu bảo thấy vậy vội vàng hô to đã sớm không chạy khỏi cái này một mảng lớn khu vực đều bị cổ quái tràn vực bao phủ mục tiêu của bọn hắn không chỉ là ngươi còn có ta cũng giống vậy đại bảo đáp đem hết toàn lực muốn cắn đem cái này nổ súng bắn muội muội của hắn nữ nhân xấu ăn hết đại bảo nước bọt theo khóe miệng chảy xuống nhỏ ở tiểu lâm sadako trên thân tỉnh hồn lại tiểu lâm sadako cũng sẽ không mặc hắn quát tháo ba k ác tâm cờ hờ tết ta rồi cho ta tránh ra. Tiểu lâm Sadako cùng loạn cơ một tiếng, bắn ra cường đại lực lượng trực tiếp đem đại bảo đạp bay. Phanh phanh phanh. Một lần nữa đứng lên tiểu lâm Sadako nhắm ngay đại bảo chính là liền nổ ba phát súng. Núi bản gặp tiểu lâm Sadako không kiểm soát, thân ảnh lóe lên, đi tới bên cạnh nàng, dùng ngón tay ngăn chặn họng súng. Tiểu lâm phu nhân, đủ. Lại bắn vài phát súng, hắn liền bị ngươi đánh cơ hờ kết, súng gây mê cũng không phải dùng như vậy. Núi bản trầm giọng nói. Tiểu Lâm Sadako hít thở sâu mấy lần, sau đó hổ thẹn đến cúi đầu. Thật xin lỗi, ban trưởng. Là ta quá vọng động rồi, không có khống chế tốt cảm xúc. Sơn bổn kiện lần lan cười cười, nói, không quan hệ, Tiểu Lâm phu nhân có bệnh thích sạch sẽ chuyện này, chúng ta cũng là biết đến. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau mang cái này hai cái ác hổ rời đi. Là, ban trưởng. Sơn khẩu mấy người đáp, lập tức nâng lên đại bảo cùng tiểu bảo, đường cũ trở về đồng thời chim nhỏ tương lần nữa thi triển vào núi lúc bí ẩn thiên phú, đem tất cả người kèm thêm đại bảo tiểu bảo cùng một chỗ, đều ẩn thân thu liễm khí tức. Không tệ, trước mắt hết thảy thuận lợi. Chúng ta xuất sắc hoàn thành tướng quân các hạ nhiệm vụ giao cho chúng ta. Rời đi sơn mạch trên đường đi, sơn bổn kiện lần lan nhìn xem gây tê đã hôn mê đại bảo tiểu bảo, cười miệng tuê toét. Chim nhỏ tương, lần này ngươi là đầu công, quay đầu tướng quân nhất định sẽ trọng trọng thưởng ngươi. Khả ái chim nhỏ tương cười cười, nói, đến lúc đó ta muốn hướng tướng quân thẩn cầu một sự kiện. Chờ làm xong thí nghiệm về sau, đem cái này hai cái lão hổ đưa cho ta làm sủng vật, hắc hắc. Ban trưởng, ngươi nói có thể sao? Sơn bổn kiện lần lan cười lắc đầu, ta đây cũng không biết, phải xem chúng ta ba ca quốc các nhà khoa học thí nghiệm đến như thế nào. Bất quá ta cảm thấy cái này hai cái lão hổ hơn phân nữa là không cách nào sống mà đi ra phòng thí nghiệm đâu. Chờ nghiên cứu tin tường bọn hắn tổ hợp gian sau đó, hơn phân nữa là muốn cầm đi giải phẫu. Chim nhỏ tương miệng một biểu, lầu bầu nói, đó thật đúng là thật là đáng tiếc. Ý thức được khả năng này là nhân loại âm mưu hàng đêm, như điên đuổi tới đại bảo tiểu bảo nơi ở. Tại nhìn thấy trên mặt đất đánh nhau vết tích, còn có cái kia không nhiều vết máu sau đó, hắn ngây ngẩn cả người. Sau lưng lãnh thanh thu càng là trực tiếp điên rồi, cùng loạn phát ra gầm lên giận dữ. Lão Bạch Viên bọn hắn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức phát động tất cả huynh đệ trong núi tìm kiếm. Kết quả cái gì cũng không tìm được, đại bảo tiểu bảo thật sự bị loài người bắt đi lúc này hàng đêm giống như một tòa chờ phun ra núi lửa lão giáp bọn hắn liền thở mạnh cũng không dám một chút lãnh thanh thu trên người sát ý càng là trực tiếp thực chất hóa lạnh thấu xương để cho toàn bộ sinh linh cũng vì đó run sợ hàng đêm không rõ ràng đến tột cùng là phương nào nhân loại ở dưới hắc thủ nhưng hắn thà giết lầm cũng tuyệt không buông tha nghĩ lấy trước tây bá quốc giết gà dọa khỉ nghe lệnh lấy tộc đàn làm đơn vị cho ta giết sạch tây bá quốc sở có người giết gà dọa khỉ trước hết để cho đối phương không dám làm loạn Hàng đêm nghe răng nghiêm nghị nói. Một bên lãnh thanh thu u lãnh phải nói, nhân loại sở cư chi địa, chó gà không tha, trứng gà đều phải cho ta dẫm nát, trong nhà con gián cũng đừng buông tha. Là. Tê tê vương bọn hắn đang âm thanh đáp. Đại bảo tiểu bảo cũng là bọn hắn nhìn xem lớn lên, xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn cũng nổi giận vô cùng. Coi như đàn thú muốn xúc động lúc, một cái địa ngục quyển ho nhẹ một tiếng, đi ra. Hắn nhỏ giọng thì thầm, khởi bẩm đại vương. Vương hậu. Thuộc hạ có lẽ có thể tìm tới thiếu chủ cùng công chúa tung tích. Địa Ngục quyển là Thánh thượng Sơn mạch bá chủ, cái này Thánh thượng Sơn mạch là Tây bá quốc mấy đại giả khu một trong. Hàng đêm gần nhất đang chuẩn bị muốn rõ ràng cả khắc mấy đại giả khu, bất quá gia hỏa này có thể là sớm ngửi được hương vị, trước đây không lâu xuất bộ đến đây đi nhờ vả. Nhưng phàm là thuộc hạ ngửi qua khí tức, ta đều có thể cảm giác được. Địa Ngục quyển còn nói, hàng đêm cùng lãnh thanh thu kích động đến nhìn về phía hắn, coi là thật. Bây giờ lập tức đuổi theo bọn hắn hẳn là còn chưa đi quá xa. Địa ngục quyển hậm hực nở nụ cười, trả lời, khởi bẩm đại vương, đối phương suy tính được rất chu toàn, hoàn toàn che đậy khí tức, cho nên thuộc hạ bây giờ còn cảm giác không đến. Bất quá chỉ cần liễm tức chi pháp vừa kết thúc, thuộc hạ liền có thể cảm ứng được. Bọn hắn không có khả năng thời thời khắc khắc đều đem thiếu chủ cùng công chúa giận hơi thở che lại. Hàng đêm nhìn về phía lãnh thanh thu, lãnh thanh thu gật đầu một cái. Vừa rồi hai hổ bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng, bây giờ hơi tỉnh táo lại, tạm thời trước chờ một hồi, Xem địa ngục quyển có thể hay không cảm ứng được đại bảo cùng tiểu bảo khí tức. Cùng lúc đó, hàng giả dạ tức khắc hướng về bờ biển đi đến. Titan con mực, Thanh Thiên Tông Hùng. Đây hết thảy cũng là nhân loại âm mưu. Bây giờ bọn hắn bắt đi hài tử Bản Vương, các ngươi nguyện ý theo Bản Vương hướng nhân loại báo thù sao? Tông Hùng Tử Bình Yên vô sự đến trở lại Thanh Thiên Tông Hùng Vương phía sau người, Thanh Thiên Tông Hùng liền không có lại cùng Titan con mực đánh, còn chủ động xin lỗi hai người người này cũng không thể làm gì được người kia, ti tan con mực vương mặc dù khó chịu, nhưng cũng không nói gì nhiều. Nhân loại đáng giận như thế, bản vương sẽ không dễ giải như thế đâu. Mặt khác, đa tạ hổ vương đã cứu ta nhi tử, ân tình này lão tôn ta nhớ lấy. Thanh thiên tôn hùng vương trả lời. Một bên ti tan con mực vương cũng lạnh trên một tiếng, bọn này cẩu vật, em đẹp hại ta bị đánh, ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho A. À. Chính là hổ vương không nói, lão ô tặc ta cũng muốn đòi cái công đạo. Hảo, hai người các ngươi tộc ở đây chờ một chút, chờ ta tin tức. Hàng đêm trầm giọng nói. Chương 152, thời tốc sinh tử. Ba giác quốc, cửu châu đảo. Núi bản ban trưởng, chúng ta đây coi như là an toàn. Đám người xuống thuyền sau, chim nhỏ tương khẽ nhã một hơi. Tại không từng trở lại ba giác quốc chi phía trước, tất cả mọi người đều treo lấy một trái tim. Sơn bổn kiện lần lan cũng cảm giác đặt ở trên chính mình trong lòng ngọn núi lớn kia không thấy, thần thanh khí sản. Tiểu lâm phu nhân, Nhà ngươi Tiểu Lâm quân bệnh tình thế nào? Chờ một lúc ta đi xem hắn một chút a. À. Sơn bổn kiện lần lang nhìn về phía Tiểu Lâm phu nhân, thần sắc có chút mập mờ phải hỏi đạo. Tiểu Lâm phu nhân mỉm cười, "Có thể, núi bản ban trưởng thực sự là có lòng, trưởng phu ta bệnh hơi có chút chuyển biến tốt đẹp." cụ khụ, "Ban trưởng, ta chờ một lúc cũng cùng đi xem mong một chút Tiểu Lâm quân." "Tiểu Lâm phu nhân, ngươi không ngại ta cùng ban trưởng cùng một chỗ a?" À. Sơn khẩu một chồng cũng bỗng nhiên nhìn về phía Tiểu Lâm phu nhân. Tiểu Lâm phu nhân nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ, thản nhiên nói, không có quan hệ, nhiều người một chút náo nhiệt. Một bên chim nhỏ tương mở ra một cây kẹo que, liếm lấy mấy ngụm, hoàn toàn không biết mấy tên này đến tục cùng đang nói cái gì. Trong đội ngũ mấy người khác mặc dù lòng dạ biết rõ, nhưng lại cũng không hiển lộ ra bất kỳ khác thường gì. Đúng lúc này, một bên nằm dưới đất tiểu bảo đột nhiên luồn lên. Tiểu bảo một cái đụng ngã chim nhỏ tương, đem nàng kẹo que đều đưa đến trên mặt đất, mắng nhiếc, muốn cắn cờ hờ, kết nàng. Phanh phanh, sơn bổn kiện lần lan thấy vậy liền nổ hai phát súng đánh vào tiểu bảo trên thân cái này nghiệt xúc tính kháng dược thật là mạnh không hổ là thú vương hậu đại sơn bổn kiện lần lan lẩm bẩm nói hu hu cái này nghiệt xúc vậy mà lãng phí ta một cây kẹo que một bên chim nhỏ tương đứng dậy nàng xem thấy trên mặt đất cái kia bẩn thiểu kẹo que còn có mình bị làm bẩn y phục lập tức tức nổ tung ta đánh cơ hờ tết ngươi cái này tên gia hỏa có mắt không trồng nàng tiến lên nhắm ngay tiểu bảo bụng chính là một hồi đá lung tung không cho phép khi dễ mùi mùi ta đại bảo phía trước mặt dù ngay cả bên trong ba phát nhưng bây giờ thấy thế phẫn nộ đến cực hạn như kỳ tích phải đánh tới lại đem chim nhỏ tương ngã nhào xuống đất một bên tiểu lâm phu nhân thấy vậy bất đắc dĩ phải lắc đầu cái này hai cái nghiệp xúc thực sự là không an phận sơn khẩu quân cho bọn hắn nhiều mấy cái nữa đoạn đường này trở về tokyo nếu không thì thiếu thời gian đâu sơn khẩu một chồng lập tức móc súng lục ra nhắm ngay đại bảo lại tới một thương cái này sợ là còn chưa đủ ban trưởng Ta có thế điện một chút bọn hắn sao? Hắn lại hỏi. Sơn bổn kiện lần lan gật gật đầu, vấn đề không lớn, trước tiên tê liệt bọn hắn cũng tốt. Sơn khẩu một chồng cười tàn nhẫn, trên thân nổi lên lốc bốt tử sắc thiểm điện. Một bên khác, quá tối sơn mạch. Lãnh Thanh Thu không khỏi cảm thấy đau lòng. Nàng cảm thấy đây là mẹ con đồng lòng thống khổ, đại bảo cùng tiểu bảo đang tại chịu khổ. Thằng nhảy con cha hắn, ta ngồi không yên. Chúng ta chia binh hai đường, ta tại Tây Bá quốc tìm ngươi đi đại hạ quốc bắc bộ hành tỉnh đến trương gia nơi kia nhìn một chút nếu là cũng không có ta lại đi ba giác quốc tìm một cái ngươi đi khốn nạn quốc nàng lo lắng phải nói hàng đêm cũng chịu không được loại này đau khổ gật gật đầu đứng dậy chuẩn bị xuất phát lúc này cách đó không xa địa ngục quyển vội vàng chạy tới ngửi thấy ta ngửi thấy thiếu chủ cùng công chúa giận hơi thở tại phía nam khoảng cách đã có chút xa hơn nữa trên người có một cổ tanh nồng vị địa ngục quyển bẩm báo nói hẳn là từ phía nam vượt biển đến ba giác quốc trong mắt ba giác quốc lãnh thanh thu sát cơ lộ ra hàng đêm lập tức hướng về bờ biển đi thông tri titan con mực còn có thanh thiên tôn hùng nhất tộc đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch đàn thú lập tức leo đến lôi điểu tộc trên lưng đi về phía nam bay đi một bên khác trong biển titan con mực cùng thanh thiên tôn hùng đi đường thủy cũng phóng tới ba giác quốc mọi người tốt a à. ta là các ngươi thiên biến vạn hóa chủ bá manh bạch tương đây là chúng ta đô thị quái vật tìm tòi bí mật đệ tứ kỳ cái này kỳ đến tục cùng có thể phát hiện cái gì sinh vật biến dị đâu đại gia lễ vật trước tiên bắt đầu soát lễ vật đủ ta lại vạch trần a ta có thể sớm cùng đại gia kịch thấu một chút lần này động vật cấp bậc rất cao là nhốt tại trên cao nhất cấp bậc xe thú cũng chính là ta manh bạch tương thiên phú dị bẩm mới có thể xuyên vào trực tiếp đại gia lễ vật bắt đầu soát a ân ừ. cảm tạ kiện quá hỏa tiễn chục chục xem ra lễ vật không sai biệt lắm đâu đạt đến mục tiêu nha vậy kế tiếp liền từ manh bạch tương vạch trần xe thú bên trong quái vật là cái gì lại là biến dị con gián vẫn là biến dị chuột vẫn là biến dị con mũi đâu lại nói lần trước là một cái biến dị lương không ít người còn rất nghịch ngợm phải gọi nhân gia làm gì chứ hừ tới tới đừng thúc giục ta lập tức đi vào bất quá chờ một lúc chỉ có thể trực tiếp lập tức ta sợ lâu bị người bên ngoài phát hiện gian phòng bị giam ha ha các ngươi yên tâm bình đài không có lớn như thế quyền hạn ta thế nhưng là có hậu đài trảo ta đám người tiến hóa đối phó trong biển quái thú cũng không kịp nào có thời gian rỗi quản ta nha các đại ca đừng lo lắng a à. tốt manh bạch tương này liền muốn đi vào hảo a à. ổ đã tiến vào đâu lại cầu một đợt lễ vật a à. để chúng ta xem xe thú bên trong đang đóng đến tột cùng là động vật gì đâu cái này lại là hai đầu đại não hổ thật xinh đẹp lão hổ a à. lông tóc trắng đen xen kẽ thân thể cũng nhìn xem rất thoải mái đâu bọn hắn hẳn là bị đánh gây mê bằng không thì nhìn thấy ta nhất định sẽ muốn ăn ta a à. hôm nay trực tiếp gian bên trong nhân khí như thế nào trướng đến nhanh như vậy cầu một đợt lễ vật nha mặt khác nhắc nhở một đợt chờ ta tiếp theo truyền bá về sau nhất bản đại ca có thể nói chuyện riêng ta a à? ân ừ. các ngươi nói cái gì đó ha ha có mưa đạn nói đây là siêu tư bán đảo cái kia hổ vương hậu đại có ý tứ nếu quả như thật là như thế này vậy chúng ta ba giác quốc có thế ngư bức hỏng tây bá quốc a chính là kém hổ vương sẽ tìm đến hài tử sao ân ừ. không biết đâu bất quá ta cảm thấy chúng ta ba giác quốc cường đại như vậy tất nhiên dám bắt hắn hài tử tới chắc chắn cũng đã nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn a đại gia không cần lo lắng a à. chuyện gì xảy ra ta như thế nào đột nhiên rơi dây manh bạch tương giản được đang kích động đâu lúc này xe thú ngôn đột nhiên bị mở ra Sơn bổn kiện Thái Lan một cái liền đem nàng bắt đi ra, một cái tác quất vào trên mặt của nàng. Ba ca. Ngươi biết không biết mình đang làm cái gì. Sơn bổn kiện Thái Lan cả giận nói, lập tức đem manh bạch tương xoay đưa cho địa phương an toàn cơ quan. Hắn thực sự là phục cái này lão lục, nguyên lai tưởng rằng đến quốc gia mình, liền không có vấn đề. Không nghĩ tới đang dùng cơm công phu, cái này não tàn chủ bá thế mà tiến vào xe thú bên trong trực tiếp tìm tòi bí mật. Mặc dù trận này trực tiếp rất ngắn, nhưng... Kim Linh đại lưng chim ưng bên trên, hàng đêm cùng lãnh thanh thu nhìn xem lâm chỉ lan trên máy tính bản truyền ghi âm hình ảnh ánh mắt lạnh lẽo đến cực hạn gặp đại bảo tiểu bảo bệnh thoi thóc bị giam tại trong xe thú hai người bọn hắn trái tim đều đang chảy máu ưng tỷ gia tốc cho ta thêm tốc đại bảo tiểu bảo còn tại ở trên đảo cửu châu kim linh lớn ưng cũng là làm mụ mụ biết rõ bây giờ hàng đêm cùng lãnh thanh thu tâm tình nàng dài lệ một tiếng thi triển phi hành tốc độ cao thiên phú tốc độ trong nháy mắt đề thăng gấp mười chương một trăm năm mươi ba cường thế giao phong Cảnh cáo, cảnh cáo. Có đại lượng vượt mức nguồn năng lượng đang đến gần. Ba giác quốc tình báo cục, Kato một trai một mặt nghiêm trọng phải xem lấy trên màn hình năng lượng giống y chang đồ. Mau tới báo, siêu tươi bán đảo phương hướng, có đại cổ đàn thú đang đến gần. Tin tức từng tầng từng tầng báo cáo đi lên, ba giác quốc lập mã khởi động nhất cấp tai nạn khẩn cấp hưởng ứng. Xong đời, cái kia hai cái lão hổ chắc chắn là cái kia thú vương hậu đại. Cái kia ba ca chủ bá, ta thật muốn cho hai nàng vả miệng. Các đại ca, các ngươi nói chúng ta ba giác quốc lực lượng phòng vệ có thể ngăn cản được cổ này đàn thú sao? Chúng ta ba giác quốc hội sẽ không bộ Tây Bá quốc theo góp? Đừng nói nữa, ta đoán chừng có thể thảm hại hơn, chúng ta cái kia không biết cơ hờ tết sống thủ tướng, lại dám hạ lệnh bắt giữ thú vương hài tử, hoàn toàn không đem chúng ta ba giác quốc dân chúng an toàn tánh mạng coi là chuyện đáng kể. Ba giác quốc trên Internet, khủng hoảng cảm xúc đã lên men, cũng không ít dân chúng chờ lệnh muốn để thủ tướng xuống đài. Bây giờ, ba giác quốc cửu châu đảo tòa nào đó thành thị bên trong một cái tay cầm microphone, mặt màu đen bao mông váy phóng viên đang tại trên đầu đường ghi chép phản ứng của dân chúng. Mọi người tốt, ta là Suzuki Keiko. Như đại gia thấy, ta hiện tại là tại dài kỳ thị. Đối mặt khuếch tán kinh khủng, dân chúng phản ứng rất kịch liệt, ra thành lộ tự hồ đã lấp kín, đại lượng xe cá nhân khắp nơi tán loạn, để cho cả tòa thành phố hệ thống giao thông không chịu nổi gánh nặng. Bất quá cũng có một số nhỏ trạch nhóm, đối với cái này biểu thị không lo lắng chút nào. Nói xong Suzuki Keiko liền đem microphone tiến đến bên cạnh một người mặc dép lê béo đôn trước người. Khụ khụ, đại gia đừng hốt hoảng, vấn đề nhỏ mà thôi rồi. Còn có, phiền phức không cần động vật tư, ta liên tiếp tìm mấy cái siêu thị, liền khoái hoặc thủy cũng mua không được. Suzuki Keiko thu hồi microphone, mặt cười đối với ống kính. Như vừa rồi vị này người qua đường nói tới, dân chúng nhao nhao tranh mua mắt xích trong siêu thị vật tư, thậm chí đem Coca-Cola đều mua đứt hàng, bất quá ta cho là. Chờ đã, vì cái gì đột nhiên trời tối. Suzuki Keiko ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một ngọn núi đè ép xuống. Phịch một tiếng, chung quanh cao ốc đều bị giẫm nát. Vị này vóc dáng rất khá mỹ nữ phóng viên cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn, trực tiếp bị ép trở thành bánh thịt. Hoàn toàn bản thể hình thái hàng đêm, chính là một tôn hoang cổ cự thú, vô cùng đáng sợ. Nhân loại, đem hài tử của ta giao ra. Hàng đêm nổi giận gầm lên một tiếng, kích phát thần giận thiên phú. Đây là hổ gầm da cường phiên bản, một tiếng gầm này trực tiếp đem dài kỳ thị tất cả cao ốc chấn đạp tới gần hàng đêm chỗ, càng là trực tiếp phá mà ba thước, trở thành trơ trụi đất trũng. Lãnh thanh thu cũng đã hạ xuống, điên cuồng đến công kích ba giác quốc may mắn còn sống sót những cái kia tiếng hóa giả. Cự thú buông xuống hình ảnh truyền đến trên mạng về sau, ba giác quốc dân chúng một mảnh xôn xao. Cái gì? Cái này hắc hổ một tiếng gầm, toàn bộ dài kỳ cũng bị mất. Lực lượng phòng vệ đâu? Chúng ta lực lượng phòng vệ không phải đánh ra sao? Xong đời, chúng ta triệt để chọc giận cái này con đáng sợ thú vương ba ca thủ tướng nhanh chóng xuống đài nhanh chóng giao ra thú vương hài tử lắng lại thú vương lửa giận a à. các bằng hữu ta nghe ta chức vị không thấp bằng hữu nói chạy tới lực lượng phòng vệ toàn quân bị diệt chỉ đối mặt liền bị tiêu diệt hết liền một giây đều không ngăn chặn cái gì hokkaido cũng lọc vào tập kích đáng sợ biến dị con mực cùng biến dị tôn hùng lên bờ toàn bộ bắc này đạo đều thất thủ cái này biến dị con mực cùng biến dị tôn hùng xuất hiện thời cơ vừa vặn như vậy khẳng định cùng đầu kia hắc hổ thú vương là cùng một bọn Xong đời thật sự xong đời chúng ta ba giác quốc phải có tai họa ngập đầu cửu châu đảo tòa nào đó thành thị sơn bổn kiện lần lan sắc mặt tái xanh nhìn xem trên điện thoại di động video bên cạnh chim nhỏ tương sơn khẩu một chồng mấy người cũng run lẩy bẩy không dám nói lời nào núi bản ban trưởng bằng không chúng ta đem cái kia hai cái lão hổ trả lại a à. tình thế có vẻ như đã mất khống chế lại tiếp tục xuống chúng ta sợ rằng phải diệt quốc tiểu lâm phu nhân thầm nói Sơn bổn kiện lần lan lắc đầu, ta không cho rằng trả lại liền có thể lắng lại tên kia lửa giận. Hơn nữa đây không phải ta có thế quyết định, phải xem du đầu tướng quân cùng thủ tướng đại nhân ý tứ. Núi bản ban trưởng, còn có các vị tiền bối, các ngươi mau nhìn. Chim nhỏ tương đột nhiên kinh hô. Là chúng ta ba giác quốc tối cường binh sĩ, su sa thần vệ. Toàn viên A cấp, đây chính là chúng ta ba giác quốc chiến lực mạnh nhất đâu. Mọi người vừa nghe su sa thần vệ danh hào, trong mắt trong nháy mắt giấy lên hy vọng. Không chỉ là bọn hắn, Bây giờ Tây Bá quốc dân chúng ở trên internet nhìn thấy Susa thần vệ xuất hiện, cũng trong nháy mắt hưng phấn lên. Trong khoảnh khắc, Dài Kỳ thị liền bị tức giận hàng đêm cùng Lãnh Thanh Thu sang thành Bình Địa. Bây giờ, nhìn xem bọn này vây quanh chính mình ba giác quốc cao thủ, hàng đêm trong mắt sát ý càng lớn. Ánh mắt hắn đảo qua Susa thần vệ thành viên, tất cả mọi người đều tại hắn vương chi miệt thị phía dưới bị áp chế thực lực. Hắc Hổ, nếu như chúng ta nguyện ý giao ra con của ngươi, ngươi chịu dừng tay sao? Susa thần vệ đội trưởng nắm giữ Susano danh hiệu vinh dự trong gió lẫm nhìn về phía hàng đêm, hỏi. Trước tiên đem con của ta giao ra lại nói. Hàng đêm lấy ngữ khí trầm thấp đáp. Susa thần vệ hít đôi mắt một cái, còn nói, hắc hổ, tại trong ta gặp thú vương, ta nguyện xưng ngươi là tối cường. Nhưng cho dù mạnh như ngươi, muốn cùng chúng ta vĩ đại ba giác quốc là địch, cũng không phải sáng suốt chọn. Chỉ cần ngươi đáp ứng dừng tay, chúng ta có thể cân nhắc đem con của ngươi còn cho. Ma quỷ, cùng hắn nói nhảm cái gì, nhanh chóng toàn bộ làm thịt. Lúc này, cách đó không xa lãnh thanh thu bay tới. Tà mâu. Độ không tuyệt đối. Nàng âm thầm thoáng qua tử quan, quét vào trên thân mọi người, để cho không ít người lâm vào trạng thái hôn mê, tiếp lấy lập tức bị đóng băng ở. Hàng đêm thừa cơ bắn ra minh ngục sóng ngầm, trong nháy mắt quét cơ hờ, kết một mảng lớn. Còn sót lại su sa thần vệ đội trưởng trong gió lẫm tránh thoát lãnh thanh thu khống chế, còn có hàng đêm công kích. Nhìn mình cường đại đồng đội thế mà cứ như vậy bị miễu sát, trong gió lẫm trong lòng hải nhiên, đã không chiến ý, vội vàng muốn chạy trốn. Giận viêm. Hàng đêm giận viêm hóa linh, vài đầu cao mấy chục mét hỏa hổ triêu trong gió lẫm đuổi theo. Trong gió lẫm bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, gặp cái này vài đầu hỏa linh đuổi theo, da đầu tê dại một hồi. Hắn có dự cảm, tuyệt đối không thể bị hỏa linh đụng vào, bằng không thì sẽ cơ hờ, kết rất thảm. Hắn vội vàng gia tốc, thi triển thủ đoạn phòng ngự, nhưng lại vẫn là không có tránh đi. Giận viêm hỏa linh không chỉ là đơn giản vật lý đốt cháy, ngay cả linh hồn cũng có thể đốt cháy đốt cháy linh hồn tư vị, để cho trong gió lẫm không cách nào lại giữ vững tỉnh táo, lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm. Hàng đêm thừa cơ bổ nhào qua, một ngụm đêm hắn ăn đến trong miệng. Trong gió lẫm cái này nho nhỏ thể trạng, còn chưa đủ hàng đêm nhét kẻ răng. Tự hồ cảm giác được cái gì, hàng đêm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cách đó không xa có hay không người máy? Hắn hướng về máy bay không người lái phát ra một tiếng tức giận gào thét, đem máy bay không người lái trực tiếp chấn vỡ. Ba k, Ba ca thậm chí ngay cả susa thần vệ đều bị diệt sạch hu hu nam thần của ta trong gió lẫm đại nhân cư nhiên bị ăn mau đem hắc hổ hài tử giao ra a à? ta không muốn cờ hờ tết a à? susa thần vệ bị xóa bỏ video ở trên internet phong truyền ba giác quốc nhân lâm vào trong tuyệt vọng núi bản ban trưởng chúng ta đến cùng phải làm gì a à? chinh nhỏ tương gấp đến độ đều nghĩ đi tiểu sơn bổn kiện lần lan lúc này đã toàn thân đại hãn susa thần vệ hạ tràng là thật để cho hắn sợ lúc này hắn điện thoại di động vang lên hắn kích động đến vội vàng nghe uy du đầu tướng quân chúng ta bây giờ nên làm cái gì là đem cái kia hai cái tiểu lão hổ đưa đến đông kinh vẫn là trả lại cho hắc hổ núi bản hỏi đưa trở về a các ngươi bọn này ngu ngốc đều là các ngươi làm hại túc 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 du đầu tướng quân lập tức cúp điện thoại đáng giận còn trách lên chúng ta tới đây rõ ràng là bên trên quyết sách sai lầm còn đem nồi này vung đến trên người chúng ta đi không làm chúng ta rút lui đến khốn nạn quốc đi. Núi bổn nhất đem đưa điện thoại di động ngã xuống đất. Chim nhỏ tương mấy người cũng cảm thấy, bây giờ tiếp tục chờ tại ba giác quốc không phải một cái ý kiến hay. Vậy, vậy cái này hai cái lão hổ đâu? xử trí như thế nào? Chim nhỏ tương chợt nhớ tới. Mặc kệ bọn hắn, liền ném khỏi đây. Sơn bổn kiện lần lan trả lời, nào có tâm tư quản những thứ khác, một lòng chỉ muốn chạy trốn mệnh. Sơn khẩu một chồng bọn người vội vàng đuổi theo, sợ chạy chậm, chính mình mệnh cũng bị mất. Chương 154, dết vào Đông Kinh. Sau này đàn thú cũng đã chạm đất, điên cuồng tấn công ba giác quốc. Tại đàn thú cường đại dưới thế công, ba giác quốc căn bản ngăn cản không nổi, một trong tứ đại hòn đảo ở ba giác quốc cửu châu đảo rất nhanh liền rơi vào. Hàng đêm hai hổ cũng đã tìm được đại bảo tiểu bảo. Lãnh thanh thu thêm chút trị liệu, bọn hắn liền lại trở nên sinh long hoặc hổ. Phụ thân, ta không cần, không thể bảo vệ tốt muội muội. Đại bảo có chút hổ thẹn đến cúi đầu. Ca, tiểu bảo nâng lên móng vuốt cuối tại đại bảo trên bờ vai, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Đại bảo. Hàng đêm nhìn xem hai cái này tiểu tổ tông, tóm lại không có việc gì liền tốt. Nếu là hai người bọn họ thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng sẽ làm ra chuyện gì tới. Lãnh thanh thu đem đại bảo tiểu bảo ôm vào lòng, vừa rồi thật sự là hù cơ hờ, tết nàng, nàng sợ bọn họ hai có cái gì tốt xấu. Sau một lát, bay trên trời tới một trận máy bay trực thăng. Phanh phanh phanh, mấy cái trói vô người bị vứt ra xuống buộc chặt bọn hắn là lâm chỉ lan mới linh khí trong biển linh dây thừng sau đó lâm chỉ lan địa ngục khuyển lão bạch viên mấy người cũng từ trên trực thăng nhảy xuống tới mấy tên này chạy là thật nhanh thiếu chút nữa thì để cho bọn hắn chạy lão bạch viên thầm nói lại một cước đạp về phía tiểu lâm phu nhân còn có nữ nhân này lại muốn vượng già ta tha cho nàng một lần nói cái gì nguyện ý để cho ta sản khoái a à, muốn tầm khảo nghiệm này vượng già ta thực sự là si tâm vọng tưởng trên thân đều không mấy cọng tóc, xấu như vậy, thực sự là đổ khẩu vị ta. Lão Bạch Viên ở đó lẩm bẩm, bất quá chợt cảm giác sau sống lưng lạnh sưu sưu. Dư quan thoáng nhìn, chỉ thấy Lâm Chỉ Lan trong tay đã nhiều hơn một cây roi. A à ha ha! Đương nhiên rồi. Lâm thống lĩnh không tính ở bên trong. Nàng mặt hàng này, đương nhiên không thể cùng ngươi so. Lão Bạch Viên vội vàng nói bổ sung. Lâm Chỉ Lan hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới thu hồi roi. Đại vương, những người này xử trí như thế nào? lâm chỉ lan nhìn về phía hàng giả vấn nói chớ nhìn bọn họ bên trong chỉ có một cái a cấp một sao cao thủ đám người khác cấp rất thấp nhưng đều có một chút kỳ kỳ quái quái thiên phú không dễ dàng tạm giam hàng giả nhãn thần đảo qua sơn bổn kiện thái lan bọn hắn lạnh lùng nói giao cho ngươi xử trí lâm chỉ lan nghe xong khóe miệng lấy thái quá góc độ hướng hai bên liệt lên hảo vậy ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn sơn bổn kiện thái lan bọn hắn nhìn xem lâm chỉ lan cái kia nụ cười tà ác trong lòng lập tức sinh ra một loại cảm giác không ổn. Lâm chỉ lan mang đi những người này về sau, hàng đêm tiếp tục dẫn dắt đàn thú bắt tiến. Mà tại bắc này đạo ti tan con mực vương cùng thanh thiên long hà vương, cũng đã công hãm tất cả thành thị, đồng thời xuôi nam. Đông Kinh, mặc kệ là dân chúng lửa giận vẫn là tràn ngập nguy hiểm chiến sự, cũng đã làm cho thủ tướng ma sinh đang mã phòng thủ sức đầu mẻ tráng. Dù đầu tướng quân, tại đặc quốc bên kia nói thế nào? Còn không chịu cho chúng ta trợ giúp sao? Ma sinh đang mã phòng thủ nhìn về phía du đầu tướng quân hỏi nói. Du đầu lâu lần lan lắc đầu, tại đặc quốc không chịu trợ giúp. Nói là nắm mốc châu bản thổ tình huống cũng đã không cần lạc quan, không cách nào cố kỵ Đông Á bên này đồng minh. Hừ. Ta xem tại đặc quốc là e ngại hắc hổ thực lực, không dám xuất binh tiếp viện. Ma sinh đang mã phòng thủ bất đắc dĩ thở dài, trước đây lời thề son sắc nói, sẽ bảo hộ chúng ta ba giác quốc an toàn, kết quả là vẫn là đem chúng ta từ bỏ. Bất quá tại đặc quốc nói, có thể cung cấp đầu đạn hạt nhân trợ giúp du đầu lâu lần lan còn nói. Người chung quanh nghe xong, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Trước kia ba giác quốc chính là trên thế giới thứ nhất bị đạn hạt nhân oanh quốc gia, cái này tạ đặc quốc không giúp coi như xong lại còn tại trên vết thương của bọn họ sát muối. Tất cả mọi người đều biết y theo hắc hổ thực lực, liền xem như đạn hạt nhân cũng không cách nào đem hắn hủy diệt. Nếu là tạ đặc quốc ném đạn hạt nhân tới, thiệt hại càng lớn là chính bọn hắn. Du đầu tướng quân, ban đầu là ngươi đề nghị muốn bắt tới hắc hổ dòng giỏi. Bây giờ làm thành dạng này, ngươi nói nên làm cái gì Tiền phức là ngươi gây ra còn xin ngươi nghĩ biện pháp giải quyết ma sinh đang mã phòng thủ ngữ khí bất thiện phải nói du đầu lâu lần lan nghe vậy lập tức nở nụ cười ma sinh thủ tướng ngươi đem trách nhiệm này toàn bộ đẩy tại trên người của ta này liền không tốt lắm a à? muốn nói giải quyết việc này ngược lại cũng có chút hy vọng a à, ngươi mau nói ma sinh đang mã phòng thủ kích động đến hỏi soạt một tiếng du đầu lâu lần lan nhanh chóng đến rút ra bên hông katana một đao trực tiếp đem ma sinh đang mã phòng thủ đầu chặt xuống hắc hổ cũng đã tìm được hắn dòng giỏi lại đem chúng ta thủ tướng đại nhân đầu dân ra đi có thể có thế lắng lại lửa giận của hắn du đầu lâu lần lan lẩm bẩm nói trong phòng những người khác tự hồ đã sớm biết lại là một kết quả như vậy đối với cái này không chút nào ngoài ý muốn tướng quân nếu là hắc hổ vẫn không chịu bỏ qua nên làm thế nào cho phải du đầu lâu lần lan bên người một cái kimono mỹ phụ nhân nhỏ giọng hỏi dựa vào chúng ta ba giác quốc lực lượng bây giờ chắc chắn không cách nào ngăn cản cái này hắc hổ tàn phá bừa bãi ta muốn tỉnh lại chúng ta du đầu gia tộc đời đời phong ấn quái vật lấy bạo chế bạo du đầu lâu lần lan trầm giọng nói vẫn là hy vọng hắc hổ nhìn thấy ma sinh thủ tướng đầu người về sau có thể lui binh bằng không thì cái thanh kia quái vật kia phóng xuất ta lo lắng sau đó sẽ càng thêm khó làm ép không được quái vật kia mỹ phụ nhân kia biết du đầu lâu lần lan nói là đồ vật gì nguyên bản đỏ thắm gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên trắng bệch hàng đêm xuất lĩnh đàn thú công hãm cửu châu đảo về sau thuận thế bắt thượng rất mau đem đảo si cao cũng cầm xuống sau đó đàn thú tiến vào bản châu đảo thẳng tiến quan đông bình nguyên trực chỉ đông kinh hắc hổ không cần đánh chúng ta ba giác quốc biết sai rồi đây hết thảy cũng là một hồi hiểu lầm là chúng ta ba giác quốc một chút cả gan làm loạn nhà khoa học tự phát tổ chức cùng dân chúng không quan hệ cùng quốc gia không quan hệ chúng ta biết rõ những người này cử động chọc giận hắc hổ các hạ ở đây hướng ngài nói xin lỗi lần này chúng ta ba giác quốc đã tổn thất nặng nề còn có chúng ta thủ tướng ma sinh đang mã phòng thủ tự hiểu nghiệp chướng nặng nề đã lấy cái cơ hờ kết tạ tội còn xin ngài xem ở chúng ta ba giác quốc thủ tướng lấy cái cơ hờ kết tạ tội phân thượng không cần đánh hàng giả chính xuất lĩnh đàn thú tiếp tục tiến lên bất quá không ngừng có hay không người máy bay tới thông báo những lời này lại một lát sau thậm chí có chở ma sinh đang mã phòng thủ đầu người máy bay không người lái bay tới bất quá hàng chim đêm đều mặc sát bọn hắn xuất lĩnh đàn thú tiếp tục hướng đông kinh tiến phát Cùng lúc đó, Bắc Bộ Titan con mực vương cùng Thanh Thiên Long Hà vương cũng thuận thế xuôi nam, thẳng bức Đông Kinh. Bây giờ, Đông Kinh du đầu nhà. Một tòa cổ lão đền thờ bên ngoài, du đầu lâu lần lan miệng lớn hô hấp lấy, nhìn có chút thấp thỏm. Hắn lúc này thay đổi quốc gỗ, phủ thêm ba giác quốc di độc hữu trang phục, bọn hắn du đầu nhà kỳ thực là âm dương sư thế gia. Du đầu tướng quân, hắc hổ không chấp nhận chúng ta xin lỗi, tiếp tục hướng Đông Kinh chạy đến. Bộ hạ của hắn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, bẩm báo nói. Du đầu lâu lần lan nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, nhanh chân hướng về trong đền thờ đi đến. Phịch một tiếng. Một tòa đen núi thịt từ trên trời giáng xuống. Hàng đêm nhảy đến Đông Kinh, trực tiếp dẫn phát kịch liệt chấn. Phù một tiếng, hắn lại thả cái rắm, trực tiếp đem sau lưng tỉnh quốc đền thờ đánh cho nhão nhẹt. Cùng lúc đó, chung quanh tiếng đổ liên tiếp, vang vọng cả tòa Đông Kinh thành. Đàn thú đã đánh tới, lôi điểu nhất tộc cùng hỏa cá cốc nhất tộc đối diện Đông Kinh tiến hành hỏa lực bao trùm Chương 155, cổ đại yêu quỷ thức tỉnh. Một ngày này đối với ba giác quốc người tới nói là đến ám một ngày. Trong vòng một ngày, từ bắc này đạo đảo, cho tới cửu châu đảo, không một thoát khỏi tất cả đều bị cự thú trà đạp. Ba giác quốc vùng hoa nhất, mật độ nhân khẩu cao nhất Đông Kinh, càng là trở thành nhân gian luyện ngục. Bây giờ ti tan con mực vương cùng thanh thiên tông hùng vương cùng hàng giả thuận lợi hội sư, tại Đông Kinh đều săn bắn ba giác quốc sau cùng lực lượng vũ trang. Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, ba giác quốc đám người tiến hóa không có chút sức chống cự nào. Không có vượt qua một phút, ba giác quốc tiến hóa giả mục tiêu liền từ thủ vệ Đông Kinh đã biến thành thoát đi Đông Kinh. Du đầu gia tộc đời đời bảo vệ đền thờ bên ngoài, chiến đấu âm thanh chấn thiên động địa. Lộng lẫy cự lực hổ cùng Nguyệt Nha gấu nhỏ cùng với tử điện báo, ba huynh đệ xuất lĩnh bộ hạ giết ở đây. Mà du đầu lâu lần lan tại đền thờ bên ngoài lưu lại một chi ninja binh sĩ, chi này ninja binh sĩ thực lực cực mạnh. Hai anh em, biết gặp phải cường địch, chúng ta nếu không thì chuyển sang nơi khác đánh bị đánh con mắt đều sưng lộng lẫy cự lực hổ tật âm thanh la lên. Nguyệt Nha gấu nhỏ bây giờ cũng chống đỡ không được, trên thân bị đâm trúng bảy, tám mai cô nai. Đối đầu, ở đây không phải chúng ta nên tới chỗ ngồi. Con báo, ngươi chạy nhanh nhất, lần này ngươi lót đằng sau. Tử điện báo, đi, các ngươi rút lui trước, ta mang các huynh đệ treo lên. Bị đánh cho tê người một bữa lộng lẫy cự lực hổ cùng Nguyệt Nha gấu nhỏ vừa đánh vừa rút lui, nhưng chi này bí mật huấn luyện ninja binh sĩ tự hồ không có ý định dễ dàng như vậy phải buông tha bọn hắn mấy cái biết động thổ thuật ninja trực tiếp đem đường lui đều phong kín mắt thấy chạy không được lộng lẫy tự lực hổ cùng nguyệt nha gấu nhỏ lại hướng thiển điện báo tới gần ba huynh để góc cạnh tương hổ miễn cưỡng phòng ngự lấy mắt thấy trận hình phòng ngự liền bị các ninja công phá đúng lúc này một đạo mãnh liệt tiếng nổ vang lên bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy giữa không trung đó là một đài robot màu trắng cơ giáp dưới chân phun đẩy tới hỏa diễm một cái giơ lên bàn tay còn tại bốc khói trong tay kia thì nắm một cây thẳng kim sắc trường côn tịch mịch tịch mịch a à. nguyên lai like nơi này còn có nhiều cao thủ như vậy ngươi bạch gia gia đại bổng đã sớm khát khao khó nhịn a à này lão bạch viên khẽ quát một tiếng vung vẩy trong tay càng kim sơn côn giết tiếp hư 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 cùng lúc đó kỹ lan khinh kỵ cũng đã đuổi tới nơi đây hầu tộc cưỡi tại lan tộc trên lưng toàn viên mang theo kính râm một khỉ một cái súng laser xì, 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 bọn hắn vừa đến đã bật hết hỏa lực đem những ninja này đánh liên tục bại lui trong đền thờ Du đầu lâu lần lan nghe thấy bên ngoài thủ hạ tiếng kêu thảm thiết, không chút nào bất vi sở động. Trong đền thờ đèn đuốc nhóm lửa, hắn tại vị trí chính giữa kiêu vũ, nhảy một chi mười phần huyền diệu múa. Du đầu nhà hậu nhân, du đầu lâu lần lan, cung nên Ibaraki Doji đại nhân. Dừng múa, du đầu lâu lần lan một mặt cuồng nhiệt cao giọng nói. Trong chốc lát, cửa sổ đóng chặt trong đền thờ nổi lên gió lớn, đèn đuốc toàn bộ dập tắt. Ngay tại du đầu lâu lần lan dưới chân, một cái ám tử sắc trận pháp hiện ra đường vân, từng sợi khí tức đáng sợ từ trong trận pháp tràn lan đi ra. Khạch khạch. Thời điểm tới rồi sao? Su Tendoji đại nhân, ta rất muốn ngài a. À. Ân. Không đúng, thời cơ chưa tới. Người nào dám sớm đem ta tỉnh lại? Màu xám trong sương mù, hiển lộ ra một thân ảnh. Đây chính là bị phong ấn ở trong đền thờ này của đại yêu quỷ, Ibaraki Doji. Cái này Ibaraki Doji nhìn mười phần thanh tú, nhưng đó là một cái chính cống ác quỷ một giây trước là cái thanh tú tiểu lan quân hắn một giây sau liền thành mặt xanh nanh vàng ác quỷ cắn một cái hướng du đầu lâu lần lan du đầu lâu lần lan kinh hãi vội vàng nói ngươi không thể ăn ta ngươi cùng ta du đầu gia tổ tiên từng ước định không thể tổn thương chúng ta du đầu nhà người ibarakidoji cười ha ha lấy một ngụm đem du đầu lâu lần lan ăn ngu xuẩn phàm nhân ngay cả yêu quỷ lời nói cũng dám tin chật chật bên ngoài giống như bộ dáng rất náo nhiệt ibarakidoji trong nháy mắt bay đền thờ xuất hiện tại bên ngoài nguyên bản đánh say sưa lão bạch viên bỗng nhiên cảm thấy tâm kinh động phách, sau sống lưng phát lạnh ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đó là một cái lơ lửng ở giữa không trung u minh chi vật ibarakidoji khí tức cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt đó là một cổ yêu quỷ chi khí quá yếu đều quá yếu ta cần cường giả khí huyết tới khôi phục thực lực ibarakidoji quan sát bên dưới thú tộc cùng ba giác quốc ninja, mọi loại ghét bỏ đến lắc đầu ánh mắt của hắn nhìn ra xa xa nơi đó có một tòa hắc sơn hấp dẫn chú ý của hắn ân tương đương cường hãn khí huyết, ăn hắn hẳn là có thể để cho thực lực của ta miễn cưỡng khôi phục một thành. Đáng giận a. À? Tương nhiên bị sớm tỉnh lại, ta nhất thiết phải nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Như thế vẫn chưa đủ, phải đột phá đến vương cấp mới được, bằng không, Ibaraki Doji hai mắt hiếp lại, dường như đang sợ hãi thứ gì. Thân ảnh lóe lên, hắn liền đi đến tòa kia núi thịt bên cạnh. Lão Bạch Viên, lộng lẫy cự lực hổ, nguyệt nha gấu nhỏ chờ, như được đại xá. Vừa rồi Ibaraki Doji ở bên cạnh bọn họ thời điểm, bọn hắn có loại như lý bạc băng cảm giác. Gia hỏa này cho bọn hắn cảm giác áp bách không thể so với nhà mình đại vương cho bọn hắn cảm giác áp bách yếu. Một cái béo hổ. Chật chật, thực sự là màu mỡ a. Ibaraki Doji đứng lơ lửng trên không, một mặt hưng phấn đến nhìn về phía hàng đêm. Hàng đêm cũng cảm giác nhạy cảm đến đến từ sau lưng Bi lập tức xoay người nhìn. Hắn chỉ là chuyển cái thân mà thôi, mặt đất liền rung động ầm ầm, tựa như như địa chấn. Gia hỏa này, hàng đêm chợt nhìn, phát giác căn bản không phải người. Ibaraki Doji ngoại hình mặc dù là hình người, nhưng khí tức cùng nhân loại hoàn toàn không liên quan. Đó là một loại âm u lạnh lẽo, gian ác, lộ ra vô tận âm hàng khí tức. Chủng tộc, yêu quỷ. Đẳng cấp, SSS cấp tam tinh, ở vào thời kỳ suy yếu, cấp bậc chân thật vì S cấp 2 sao. Thiên phú, thôn vệ, có thế thôn vệ linh hồn đề thăng thực lực bản thân, tinh thần sung kích, tự thân nắm giữ cực mạnh tinh thần lực, tinh thần sung kích quy lực cực mạnh, yêu quỷ chi thể, cơ thể xen vào hồn thể cùng nhục thể ở giữa, miễn dịch khống chế, vật lý công kích đối tự thân tổn thương cắt giảm 50%, tinh thần công kích đối tự thân tổn thương cắt giảm 50%, cự quỷ chân thân, thân thể bành trướng gấp trăm lần, tinh thần lực và sức mạnh đồng thời nhận được kết xù đề thăng, tử vong chi. Nhãn, bị tử vong chi nhãn quả định mục tiêu có 7% xác suất cơ hờ tết tại chỗ, tác dụng mục tiêu đẳng cấp không cao hơn tự thân, hoặc là chịu đến kết xù tổn thương, nên thiên phú một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, bách quỷ dạ hành, cùng đại lượng yêu quỷ đồng hành lúc mới có thể kích hoạt tất cả yêu quỷ thu được 100% tăng phúc, quỷ nhạc, đã khóa chặt, không cách nào sử dụng, bản sinh, đã khóa chặt, không cách nào sử dụng. Tổng hợp chiến lực. Đặc thù sản xuất, yêu quỷ hồn châu. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Hàng đêm nhìn thấy Ibaraki Doji giám định tin tức sau đó, trong lòng rung lên, đây là một cái kình địch A. Víu một tiếng, lãnh thanh thu thuấn di đến hàng đêm bên cạnh. Nàng tại không nơi xa cũng cảm thấy đến từ Ibaraki Doji khí tức. Đời trước nàng cũng không có gặp qua cái đồ chơi này, bất quá gia hỏa này khí tức quỷ dị là thật không đơn giản thối hổ, gia hỏa này khó đối phó, chúng ta hợp thể. Tiếng nói vừa ra, nàng lập tức thu nhỏ thân hình, chui vào hàng đêm trong lỗ tai. Chương 156, Ibaraki Doji Đột nhiên, Ibaraki Doji trong mắt lóe lên một vòng hồng mang, thúc giục chính mình siêu cường thiên phú tử vong chi nhãn. Hàng đêm kêu lên một tiếng, cơ thể không tự chủ ngã xuống. Ta tháp mèo, quá suy đi. Hàng đêm kém chút phun ra một ngụm lão huyết, liền 7% tỷ lệ mà thôi, chính mình thế mà trúng chiêu. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên may mắn không có xuất phát cơ hờ tết tại chỗ hiệu quả, vẫn là oán trách mình trực tiếp bị kết xù tổn thương trực tiếp tiến vào khóa huyết trạng thái. Lại nghĩ một chút, cũng có thể là là chính mình kích phát cơ hờ tết tại chỗ hiệu quả, nhưng khóa huyết cứu được hắn một mạng. Ibaraki Doji nhìn xem một màn này, cười lên ha hả. Bản công vận khí cũng không tệ, hắc hổ, cần phải ngươi cơ hờ tết ở trong tay ta. Chật chật, ngươi như thế lớn chỉ, ta ngược lại thật ra một mụn nuốt vào đâu. Chờ một lúc có thể rất đau, ngươi nhẫn một chút. Doji gian ác đến nở nụ cười từ thiếu niên bộ dáng đã biến thành mặt xanh nanh vàng ác quỷ hình tượng mở ra miệng rộng triều hàng đêm táp tới nhưng một giây sau hung hãn vô cùng Doji đột nhiên lão đảo một cái từ không trung quăng trên mặt đất cụ 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 đây là có chuyện gì ibarakidoji nhìn mình ho ra huyết tới chính mình một mặt mộng bức chẳng lẽ phản thương cái này hắc hổ lại có phản thương loại thiên phú ibarakidoji lông mày nhíu một cái đối mặt nắm giữ dạng này thiên phú đối thủ đó thật đúng là quá khó giải quyết không thể cùng hắn đánh đánh lâu dài còn tốt hắn đã nhanh không được ibaraki doji mạnh đến mức kinh người sóng này bị phản thương rất xuống cũng chỉ là không có phòng bị mà thôi hắn lập tức đứng lên mở ra huyết bồn đại khẩu tiếp tục triều hàng đêm tát tới hàng đêm đột nhiên ngã xuống cũng dọa lãnh thanh thu nhảy một cái nàng nghĩ lập tức cho hàng đêm trị liệu bất quá hàng đêm lại vội vàng ngăn lại nàng nói mình đã tiến vào khóa huyết trạng thái tại khóa huyết trạng thái phía dưới hắn có thế khi một giờ hơn nữa hp đè càng thấp chiến lực của hắn cũng càng bưu hãn trị liệu ngược lại là lãng phí lãnh thanh thu đương nhiên là hiểu rõ liền không có trị cho hắn vu thần miền rủa nàng không có nhàn rỗi lập tức thi triển cái này cường thế thiên phú bị miền rủa ibarakidoji trực tiếp giảm tốc 50%, lực công kích cũng bị áp chế 30%, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều đang chảy mất trạng thái. Trúng chiêu sau Ibarakidoji có chút chấn kinh, lẩm bẩm nói, thật mạnh thiên phú. Bất quá coi như có thế áp chế ta lại như thế nào. Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, hết thảy đều là. Ibaraki Doji lời còn chưa dứt, nguyên bản té xuống đất hàng đêm lại đột nhiên bắn ra một đạo năng lượng đáng sợ sống. Lúc này Ibaraki Doji tốc độ giảm bớt một nửa, thêm nữa không nghĩ tới hàng đêm có thế nhanh như vậy tiến hành phản kích, né tránh không kịp, trực tiếp bị đánh trúng. Bất quá hắn yêu quỷ thân thế, có thế miễn dịch 50% vật lý tổn thương, 50% tổn thương tinh thần, hàng đêm minh ngục sóng ngầm đối với hắn căn bản không tạo được bao nhiêu tổn thương. Hắn trực tiếp treo lên minh ngục sóng ngầm, vọt tới hàng đêm trước người, cắn một cái ở hàng đêm hổ trên đùi. Cái gì? Gia hỏa này thịt thế mà rắn chắc như vậy, ta cắn đều cắn không tới. Ibaraki Doji chấn kinh, hàng đêm nhục thân so với trong tưởng tượng của hắn còn kinh khủng hơn. Lúc này, hàng đêm mở ra huyết bồn đại khẩu, phản hướng hắn tác tới. Ibaraki Doji thấy vậy, tung người nhảy lên, một lần nữa bay trở về trên không trong mắt của hắn thoáng qua vẻ hồ nghi phía trước một dây trọng thương hàng đêm bây giờ thế mà sinh long hoặc hổ cái này quá ly kỳ bất luận cái gì sinh linh đều có nhược điểm cái này hắc hổ nhục thân mạnh như vậy nhược điểm nhất định là linh hồn đúng công kích linh hồn của hắn tinh thần sung kích ibaraki doji nổi giận gầm lên một tiếng lấy cường đại tinh thần lực triều hàng đêm nghiền ép lên đi hàng đêm tinh thần lực mặc dù không tính rất mạnh nhưng đi phỉ châu cái kia một chuyến may mắn đến thu được tinh thần thủ hộ thiên phú hiệu quả cùng Ibarakidoji yêu quỷ chi thể một dạng, có thể suy yếu 50% tinh thần công kích. Mặc dù tinh thần xung kích uy lực trực tiếp chém ngang lưng, nhưng hàng đêm cũng không dễ chịu, phát ra một tiếng thiên lôi một dạng tiếng kêu thảm thiết. Hắn cảm giác đầu của mình đều nhanh nứt ra tới, linh hồn là cực kỳ yếu ớt bộ phận, nhất là chịu không được công kích. Cùng lúc đó, phản thương hiệu quả cũng cho đến Ibarakidoji. Nhưng Ibarakidoji có phòng bị, lại thêm phản thương hiệu quả cũng không phải 100% trả về, hắn cũng chỉ tinh thần hoảng hốt một chút vậy mà cũng không thể giết cơ hờ kết gia hỏa này. Chật chật, xem ra bất động thật sự là không được. Ibaraki Doji trên thân không ngừng có màu xám âm khí tràn ra, âm khí rất nhanh liền bao phủ một mảng lớn khu vực. Một giây sau, một đôi ánh mắt đỏ thắm tại trong tối tăm mờ mịt một mảnh lóe sáng dựng lên, tựa như một đôi đỏ chót đèn lồng. Ibaraki Doji tiến nhập trạng thái cự quỷ chân thân, không chỉ có thể trạng bành trướng gấp trăm lần, ngay cả sức mạnh cùng tinh thần lực cũng thu được cực lớn tăng phúc. Phanh phanh phanh, hắn trên không trung trực tiếp chạy, xúc thế vọt hướng hàng đêm, đem hắn ngã nhào xuống đất. Đâm kéo kéo, hắn cắn xé hàng đêm huyết nhục, miệng lớn lặp lại hàng đêm huyết nhục. Đến nỗi phản thương hiệu quả, Ibaraki Doji nắm giữ 50% vật lý miễn dịch tổn thương, căn bản vốn không sợ. Chỉ là sau thời đại nhỏ yếu hắc hổ, cũng dám dùng ánh mắt ấy nhìn bản tôn. Chỉ có Sutendoji đại nhân, mới có thể sử dụng nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt nhìn ta, ngươi thì tính là cái gì? Ibaraki Doji vừa ăn vừa nói. Ban đầu hàng dạ hoàng thi triển vương chi miệt thị thiên phú, hàng dạ hổ con mắt ngưng thị làm cho hắn rất khó chịu. Ibaraki cắn xé, dục thân đau đớn dời đi hàng đêm bộ phận lực chú ý. Hắn lấy lại tinh thần, một cái lại đem Ibaraki đặt ở dưới thân, ngược lại cắn xé thân thể của hắn. Trốn ở hàng đêm trong lỗ tai lãnh thanh thu từ đóng băng trạng thái dưới tỉnh lại. Vừa rồi Ibaraki tinh thần sung kích, mục tiêu không chỉ một, nàng chỉ có thể lấy đại thần thông đem chính mình hoàn toàn băng phong, dùng cái này miễn thương. Bây giờ tỉnh lại, Cặp hàng đêm cùng Ibaraki Doji đánh nhau tiến vào giai đoạn ác liệt, vội vàng tiếp tục phụ trợ hắn. Thiên Phú thay đổi vị trí, ngang ngược. Chúc phúc, sức mạnh gia trì. Nàng Đông Đảo Thiên Phú bên trong, ngoại trừ phục sinh còn có Lâm Thiên Thần, khác đều có thể thay đổi vị trí. Mặt khác lần này chúc phúc, rút trúng chính là 50% sức mạnh gia trì hiệu quả. Nguyên bản lực lượng tương đương một hổ một quỷ, bây giờ tình hình chiến đấu thay đổi bất ngờ, Hàng đêm hoàn toàn áp chế Ibaraki Doji. Đáng giận, cái kia không đáng chú ý Bạch Hổ lại là một cái hung hăng như vậy phụ trợ. Mặc kệ, chỉ có thể vận dụng món kia bảo bối. Ibaraki Doji quát lên một tiếng lớn, đem hàng đêm đẩy ra, sau đó tay hướng về hư không quan sát, rút ra một cái màu đỏ thấm đại kiếm. Xích phần kiếm, giết. Tay hắn nắm kiếm này, triều hàng dạ thứ tới. Hàng đêm thấy thế cũng lập tức hé miệng, phun ra huyền thiên trảm linh kiếm. Nhưng luôn luôn sở hướng phi mỹ huyền thiên trảm linh kiếm tại cùng Ibaraki Doji cái này đỏ đốt kiếm giao phong bên trong, vậy mà bị thua. Hàng đêm thấy vậy, vội vàng lại tế ra bồ đề Phật Châu. Bồ đề Phật Châu trong nháy mắt đem Ibarakidoji cho bao lấy, không ngừng rút lại, trấn áp Ibarakidoji. Nho nhỏ hắc hổ, linh khí cũng không phải ít. Bất quá so với ta xích phần kiếm, còn kém xa lắm đâu. Ibarakidoji huy kiếm chém về phía chính mình, trực tiếp đem bồ đề Phật Châu chặt đứt. Một giây sau, Ibarakidoji thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đi tới hàng đêm bên cạnh, một kiếm đâm tới. Xích phần kiếm cắm vào hàng đêm cơ thể, lấy hàng đêm cầu kết cơ bắp cũng hoàn toàn không ngăn cản nổi kiếm này phong mang. Kết thúc A. Ibaraki Doji cổ tay chuyển một cái, đang muốn chuyển động bảo kiếm, dạo sát hàng đêm. Nhưng lại bỗng nhiên phát giác chính mình chuyển không động kiếm chui, ghé mắt xem xét, chỉ thấy hàng đêm dùng đuôi hổ kéo chặt lấy đỏ đốt thân kiếm. Chương 157, Thắng Hiểm. Nghiệt chướng. Dám hư hao nhà ta bà nương tự tay làm cho ta linh khí. Bản vương muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Hàng đêm nổi giận gầm lên một tiếng đáng sợ sóng âm kích động Ibarakidoji trên mặt dữ tợn đều đang rung động. Tại rất nhiều thiên phú gia trì, hàng đêm một tiếng này thần giận uy lực thế nhưng là khá kinh người. Cự quỷ chân thân trạng thái dưới, Ibarakidoji hình thể bành trướng gấp 10, nhưng cũng bởi vậy càng thêm không ổn định. Bây giờ hắn cảm giác chính mình liền muốn sụp đổ, không thể làm gì khác hơn là buông tay ra, lập tức nhanh lùi lại. Gia hỏa này đánh như thế nào đều đánh không cờ hờ kết. Cái thời đại này sinh linh, đã cường hoành tới mức này sao? thực lực của ta còn chưa từng khôi phục một hai phần mười, hôm nay tạm thời buông tha hắn. Kịch chiến cái này rất lâu, còn không có chiến thắng, Ibaraki Doji đã có tránh đánh ý niệm. Hắn tâm niệm khẽ động, bị hàng dạ hổ đuôi gắt gao trói xích phần kiếm trong nháy mắt tiêu thất, hắn cũng lập tức quay người bỏ chạy. Nghiệt chướng, nếu không đem ngươi xé nát, ta tại sao cùng nhà ta bà nương giao phó? Chạy đâu? Hàng đêm quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt hóa thành một tia phong triêu Ibaraki Doji bay đi. Ibaraki Doji chưa từng thấy qua phong động chi thuật, chỉ cho là hàng đêm sử dụng không gian loại thiên phú, biến mất không thấy. Kỳ thực bây giờ hóa gió hàng đêm đã chui vào trong cơ thể của hắn. Tuyệt đại bộ phận sinh linh, thể nội năng lực phòng ngự xa xa không bằng bên ngoài cơ thể, Doji cũng là như thế. Hàng giả dạ hóa phong độn vào Doji phần bụng, một giây sau một lần nữa biến hồi nguyên dạng. Bịch một tiếng. Ibarakidoji kêu thảm một tiếng, phần bụng trực tiếp bị no bạo. Hắn còn không có phản ứng lại, lại gặp hàng đêm bạo khởi, một móng vuốt bổ vào cổ của hắn chỗ gió bảo tinh vân nứt. Một trảo này uy lực tuyệt luân, trực tiếp đem Ibaraki Doji đầu chém rớt trên mặt đất. Nhưng cái này Ibaraki Doji sinh mệnh lực không phải bình thường ương ngạnh, bây giờ không còn đầu người, nhưng cũng còn chưa có cơ hờ kết. Hắn lại một lần nữa sử dụng tinh thần xung kích, tấn công về phía hàng đêm. Cự quỷ chân thân trạng thái dưới hắn, tinh thần lực đề cao nhiều gấp mấy lần. Hàng trong đêm chiêu sau trực tiếp bị cái này bằng bạc tinh thần lực làm cho hôn mê đầu, linh hồn thể cũng trực tiếp bị đánh tới khóa huyết trạng thái đây vẫn là hàng đêm lần thứ nhất ngay cả linh hồn thể trạng thái đều tiến vào trạng thái lâm nguy một tiếng ầm vang hàng đêm ngã xuống đất như núi lở cả tòa đông kinh thành cũng vì đó rung động đối diện cái kia ibarakidoji không đầu cơ thể liên tiếp lui về phía sau lùi lại mấy bước cũng ngã ở trên mặt đất đầu của hắn cùng cơ thể lùi về bình thường lớn nhỏ cơ thể đã không cách nào chuyển động đầu tiên là bị hàng đêm no bạo lại là bị chém đầu hắn cũng đã không được không đầu thân thể đã không cách nào chuyển động nhưng lăn xuống một bên đầu người vẫn còn trợn tròn mắt trong miệng tự lẩm bẩm suten doji đại nhân thuộc hạ sẽ không còn được gặp lại ngài nói xong một câu nói sau cùng này ibaraki doji viên này đầu người cũng cuối cùng không động đậy được nữa cuộc chiến đấu này cực kỳ thảm liệt hàng đêm lúc này cũng không sức tái chiến ngã trên mặt đất ý thức hỗn loạn hắn tuy mạnh nhưng đối mặt thực lực cao tới ép cấp cổ đại yêu quỷ cuối cùng quá cố hết sức một bên khác trốn ở hàng đêm trong lỗ tai lãnh thanh thu vẫn như cũ ở vào đóng băng trong trạng thái Ibaraki Doji trước khi cơ hờ, kết phản công quá mức đáng sợ, nàng không dám có chút giữ lại, mức độ lớn nhất băng phong chính mình, để bảo đảm toàn bộ tính mệnh, không biết phải qua bao nhiêu thời gian mới có thể làm tan thức tỉnh. Chật chật, không hổ là lệnh thế giới cũng vì đó run rẩy tồn tại. Vậy mà có thể đem ba giác quốc cổ đại yêu quỷ chém giết. Bất quá đáng tiếc, cuối cùng khó thoát khỏi cái cơ hờ, kết A. Chỉ chốc lát sau, có hai người đột nhiên xuất hiện tại phụ cận. Hai người này một cái là trương gia hoàng tu viễn, gia chủ trương năm tương đương nể trọng một vị cao thủ. Một cái khác nhưng là rốt gia tộc một trong tứ thiên vương Sophia. Kể từ hàng đêm triển lộ phong mang sau đó, trương gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng đối mặt địch nhân đáng sợ như vậy, không ai có thể bảo trì bình tĩnh. Trương năm vừa nghĩ tới hàng đêm tồn tại liền ăn ngủ không yên, cho nên vẫn luôn ngủ đông trong bóng tối chờ cơ hội. Đồng thời, rốt gia tộc cũng vẫn muốn hướng hàng đêm báo thù, đã sớm cùng trương gia thương lượng xong, chọn lúc ra tay. Mà bây giờ, chính là thời cơ tốt nhất, bọn hắn chờ một cơ hội này đã rất lâu rồi. Hoàng Tu Viễn cùng Sophia cũng không nghĩ đến, trận đại chiến này cuối cùng sẽ tung ra như thế một tôn kinh khủng cổ đại yêu quỷ. Bất quá chính là bởi vì gia hỏa này xuất hiện, mới khiến cho bọn hắn có thế có cơ hội khó có này. Hoàng lão tiên sinh, viên này đầu hổ có thể hay không để cho ta mang về. Gia chủ của chúng ta rất muốn trân tàng viên này đầu hổ. Tóc vàng mắt xanh Sophia cười hỏi. Khoan bào đại tụ, một bộ cao nhân hóa trang hoàng tu viễn điểm gật đầu, có thể, gia chủ của chúng ta muốn là hổ tiên. Hai người triều hàng đêm đi đến, nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên phát sinh kịch liệt lắc lư. Phịch một tiếng, tê tê vương chui ra, ngăn tại hàng đêm trước người. Cùng lúc đó, trên trời truyền đến một tiếng to rõ ưng lệ thanh âm, kim linh đại ưng hạ xuống tay cầm quốc thần tiên lâm chỉ lan cùng người khoác bạch đế giáp lão bạch viên từ lưng chim ưng bên trên nhảy xuống tới đằng sau truyền đến mảnh liệt vó đạp âm thanh tử nhiên mảnh heo nhảy lên thật cao cũng tới đến bên cạnh bọn họ đồng thời trái phải hai bên Ám giả dạ minh báo phá hư vương mấy người cũng lần lượt chạy đến. Bách thú gầm thép, khí thế kinh người chỉnh hoàng tu viễn cùng Sophia đều không tự tin, cước bộ không tự chủ được lùi lại phía sau. Hoàng lão tiên sinh, chúng ta thế nhưng là A cấp cao thủ, cuối cùng sẽ không sợ bọn hắn A. Sophia thầm nói. Ta đếm ba tiếng, chúng ta cùng một chỗ xông về phía trước, trước tiên làm thịt hắc hổ lại nói. Hoàng tu viễn âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, dùng hắn cái kia vẫn đục tiếng nói trả lời, đi, vậy ngươi đếm A. Sophia đếm xong về sau lập tức xông về phía trước đi. Bất quá nàng vừa lao ra, lại phát giác giống như có chút không đúng. Quay đầu nhìn lại, này lão đầu tử vậy mà chạy. Người lão già họng hẹm này rất xấu. Bất quá một giây sau, kinh biến phát sinh, một đôi cự kiềm đột nhiên từ trong hư không nhô ra, một cái kẹp lấy chạy trốn Hoàng Tu Viễn. Ca một tiếng, Hoàng Tu Viễn trực tiếp bị thanh thiên tôn hùng vương tiễn thành hai nửa. Đáng đời. Nhường ngươi gia hỏa này thất đức như vậy. Sophia thấy vậy, vậy mà cảm giác có chút sảng khoái. Nàng lấy lại tinh thần, dự định được ăn cả ngã về không? Nhưng vào lúc này, một cây khổng lồ xuất tu đột nhiên từ bên cạnh đánh tới. Thì ra Titan con mực vương đã sớm bắt chước ngụy trang trốn ở một bên, chuẩn bị cho hắn tới này một tay đâu. Sophia giận mắng một tiếng, một giây sau hư không tiêu thất không thấy. Ha ha! Các ngươi bọn này ngu xuẩn giả thú, không nghĩ tới ta có bước nhảy không gian thiên phú A. Các ngươi đại vương mệnh, thuộc về ta. Chém giết loại tầng thứ này thú vương, ta Sophia chắc chắn có thể danh chấn toàn cầu. Sophia quát lên một tiếng lớn, sử xuất toàn lực tấn công về phía hàng đêm. Bạo năng xét hình cầu. Đâm kéo kéo, xét hình cầu tại hàng đêm trên thân nổ tung, lôi ti du tẩu tại toàn thân hắn. Một giây sau, hàng đêm giống như là trong giấc mộng mãnh liệt đánh thức người, trực tiếp đứng lên, trong nháy mắt tinh thần. Sophia nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, hơn nữa tại một giây sau, cả người nàng bị xét đánh phải ngoài giòn trong mềm, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất cái này không khoa học, Sofia cuối cùng đạp cơ hờ, kết thẳng cẳng, trực tiếp ô hô. Hàng đêm nâng lên móng vuốt vỗ vỗ bị lôi điện phản vệ cơ hờ, kết Sofia. Hậu tán quân bạn. Sau khi tỉnh dậy hàng đêm tại Ibarakidoji bên người tìm được yêu quỷ Hồn Châu, còn có cái thanh kia xích phần kiếm. Hắn không có ở ba giác quốc dừng lại lâu, ẩn ẩn cảm giác mảnh đất này phía dưới còn cất giấu rất nhiều giống Ibarakidoji loại tồn tại này. Sau đó có ba giác quốc cơ quan thống kê, lần này thiên tai, ba giác quốc tổn thất gần như chính thành nhân khẩu, tất cả thành thị không một thoát khỏi toàn bộ lọc vào phá hư. Từ đó, quá tối sơn mạch trở thành nhân loại cấm kỵ, không dễ dàng có thể nói cùng. Có truyền ngôn nói, một khi nâng lên hổ vương, liền sẽ bị hổ vương cảm giác được, tiến tới dẫn tới hổ vương. Chương 158, U mộ đế hổ. Hàng đêm xuất lĩnh đàn thú về tới quá tối sơn mạch. Thanh thiên tông hùng bởi vì hàng đêm cứu được công nhỏ tử, cho nên tự nguyện thủ hộ tại bắc bộ hải vực cùng ti tan con mực vương trở thành hàng xóm. Đinh, Điểm tiến hóa đạt đến 30 triệu, mở ra tiến hóa. Từ lần trước tiến hóa đến nay, hàng đêm chinh chiến Nam Bắc, nhất là một lớp này thảo phạt ba giác quốc, càng là ăn đến đầy miệng chảy mở. Điểm tiến hóa trong lúc bất tri bất giác liền đã tiến tới 3.000 vạn. Hắn rất nhanh liền chìm vào trong giấc ngủ, đang say giấc nồng thuế biến. Một bên, hóa thành băng điêu lãnh thanh thu cũng còn chưa có giải đông lạnh thức tỉnh. Đại bảo tiểu bảo còn có một đám thống lĩnh tại phụ cận thủ hộ lấy bọn hắn. Thời gian chậm rãi qua, đảo mắt nửa tháng trôi qua một ngày này bên trong dãy núi cự thú thức tỉnh toàn bộ sinh linh cũng vì đó rung rẩy hàng đêm đứng dậy cảm giác tầm mắt của mình cũng không giống nhau hắn trở nên càng thêm khổng lồ hắn bây giờ thân dài đã đạt đến hơn 300 trăm mét vai cao tiếp cận 210 trăm mét hai vai khoảng cách hơn 170 trăm mét thể trọng cao tới hơn chín nghìn tấn đã không chỉ có là giống một tòa núi thịt mà là thật sự trở thành một tòa núi thịt chủng tộc u trũng đế hổ đẳng cấp a cấp tam tinh điểm tiến hóa lần sau tiến hóa cần thiết Thiên Phú, Dẫn Viêm, Phạt Thiên, Thần giận, Chân Vũ, Phong Độn, Linh Khải, Tuyệt Cảnh, Vương Chi Miệt Thị, Minh Ngục Sóng Ngầm, Đế Vương Hiệu Lệnh, Thật. Gió Bảo Tinh Vân Nức, U Trũng Tán Hồn, Mới, Tử Vong Thẩm Phán, Mất Ma Chi Phệ, Mới. Tổng hợp Chiến Lực Người Nhà, Bạch Hổ, Kim Phong Lan, Thất Thải Con Nai, Lão Bạch Viên, Lôi Điểu, Hỏa Cá Cốc, Đậu Hà Lan. Đã khóa lại 7 vị, lần này tiến hóa mở khóa 5 cái chỗ vị trí. Hàng đêm đem ám giả minh báo, phá hư vương, Kim Linh Đại ưng, Tê Tê Vương, tự nhiên mảnh heo mấy cái này đỉnh trước bên trên. Đồng thời một lớp này tiến hóa lúc, hàng dạ hoàng thuận tiện ăn Ibarakidoji yêu quỷ hồn châu. Hắn hoài nghi thứ nhất thiên phú có thể là hấp thu yêu quỷ hồn châu mới cường thế như vậy. U trũng tán hồn, tại tự thân trong thế giới tinh thần mở u trũng luyện ngục, linh hồn xiền xích có thể đem địch nhân linh hồn câu đến u trũng luyện ngục bên trong luyện hóa, tẩm bổ bản thân linh hồn, gần như chỉ ở tự thân tinh thần lực vượt qua đối phương 50% thời điểm, có thể đem đối phương linh hồn câu tới, tại đối phương linh hồn bị trọng thương lúc, chân thực tinh thần lực đạt đến bên trên đầu tiêu chuẩn, cũng có thể bắt giữ. Tử vong thẩm phán, 3 ngày chỉ có thể sử dụng một lần, đối với đơn nhất mục tiêu tiến hành thẩm phán, không nhìn trên lệch đẳng cấp. Có 0.01% xác suất thẩm phán đối phương cờ hờ kết tại chỗ, có 15% xác suất để cho đối phương ngẫu nhiên thiệt hại 20, 70 trạng thái, có 30% xác suất để cho đối phương tiến vào trạng thái hôn mê, mê muội ngẫu nhiên kéo dài 13 giây, có 54.99% xác suất hiệu quả gì cũng không có thần ma chi phệ có thể hấp thu bất luận cái gì sinh linh khí huyết cường hóa tự thân nhục thể hàng đêm một lớp này ba cái thiên phú đều rất cường thế thứ nhất thiên phú có thể dùng đến phát dục linh hồn cái thứ ba thiên phú có thể dùng đến phát dục nhục thân đây đều là ăn trường kỳ hiệu quả siêu cường thiên phú thứ hai cái thiên phú hàng đêm không biết nên nói thế nào chỉ hy vọng chính mình đừng quá suy là được rồi cổ sinh vật liên tiếp hiện thế hàng đêm vốn là có chút ít hoảng bất quá một lớp này tiến hóa cho hắn lòng tin cực lớn Đáng tiếc duy nhất chính là, đợt tiếp theo tiến hóa cần 10 ức điểm tiến hóa. Chiến lực của hắn cũng đạt tới hơn 30 vạn, bạo tăng một mảng lớn. Không chỉ là nhiều cái này ba cái cường thế thiên phú nguyên nhân, còn có linh lực, linh hồn cùng với nhục thân đại phúc tăng trưởng, đây mới là chiến lực tăng trưởng đầu to. Ai? Đáng tiếc ta Bồ Đề Phật Châu. Bất quá nếu là lại có thể bắt được một con dao long, nhà ta bà nương hẳn là có thể một lần nữa đem phá quân Bồ bắt đầu xuyên, tái hiện Bồ Đề Phật Châu chi uy. Hàng đêm thầm nói, đối với việc này còn canh cánh trong lòng hắn nhìn về phía ibaraki cái thanh kia xích phần kiếm cái đồ chơi này đại bại hắn hai cái linh khí phẩm chất cao vô cùng bảo vật tên xích phần kiếm bảo vật giới thiệu thời cổ lấy thái dương tinh thạch rèn luyện mà thành duệ không thể đỡ nếu như dùng giả nắm giữ bản mệnh hỏa diễm có thể cùng đồng tình kích phát thái dương chân hỏa quy lực tăng gấp bội bảo vật cấp bác tinh cấp cái này xích phần kiếm hàng đêm rất hài lòng cùng hắn hoàng mỹ phù hợp thế là mấy ngày kế tiếp hắn liền chuyên tâm luyện hóa cái này linh khí. Bên kia bờ đại dương tạ đặc quốc. Bách trong cung, tạ đặc quốc tổng thống xuyên đặc lâm đang học. Tại chỗ ngồi, cũng là tạ đặc quốc minh hữu quốc hoặc là nước phụ thuộc. Tây bá quốc trịnh liễu hy cũng đã bí mật đi tới nơi này. Ngoài ra còn có ba giác quốc bây giờ thủ tướng, AB tiểu tình tử. AB tiểu tình tử mặc dù là cái trẻ tuổi nữ nhân, nhưng tự thân thiên phú cũng rất không tầm thường. AB gia tộc là ba giác quốc một trong những nhà giàu có, nàng từ nhỏ liền được đưa đến tạ đặc quốc học tập. Ba giác quốc bị cự thú trà đạp thời điểm, nàng không tại, bất quá bây giờ ba giác quốc cũng nhanh mất nước, nàng liền đón lấy cái này trọng trách. Ngoại trừ ba giác quốc cùng Tây Bá quốc người lãnh đạo, tại chỗ còn có áo đại lực Á, Anh quốc, ép quốc, đắc quốc người lãnh đạo. Xuyên đặc lâm nhìn về phía trịnh liễu hy còn có AB tiểu tình tử, than nhẹ một tiếng nói, ta đối với các ngươi hai vị cùng với hai vị quốc gia cảm thấy đau lòng. Cái kia tồn tại thực sự là thật là đáng sợ, quả thực là chúng ta nhân loại từ trước tới nay đụng phải kinh khủng nhất quái thú hai người các ngươi quốc gia nếu có cái gì cần chúng ta ưng nhãn liên minh nhất định sẽ cho các ngươi hồng duy trì trịnh liễu hy nghe vậy lập tức mở miệng nói xuyên đặc lâm tổng thống chúng ta tây bá quốc hắn lời còn chưa nói hết xuyên đặc lâm lại giơ tay lên ra hiệu hắn ngậm miệng trịnh tổng thống muốn nói cái gì ta đều biết cảm phiền trịnh tổng thống rõ ràng tây bá quốc đã chật vật như vậy còn miệng ý vì liên minh cống hiến một phần lực cung cấp cho chúng ta ba thành linh dược, ủng hộ chúng ta đối kháng cái kia đáng sợ tồn tại. Xuyên Đặc Lâm một mặt cảm động đến nói. Trịnh Liễu Hy nhìn xem hắn, khẽ nhếch miệng, sau đó cúi đầu xuống yên lặng không nói lời nào. Một bên AB tiểu tình tử mỉm cười, nghĩ thầm tên ngu ngốc này thật đúng là cho là cái này tại đặc quốc là kẻ tốt lành gì, quá mức ngây thơ. Anh quốc thủ tướng mệt tử than nhẹ một tiếng, thầm nói, nếu như có thể sớm một chút giải quyết tên kia, kỳ thực trả hơn ra chút đại giới chúng ta cũng là có thế tiếp nhận. Xuyên Đạt Lâm tổng thống, ngươi thân là tại đặc quốc tổng thống, đệ nhất thế giới hải đăng quốc người cầm kiếm. Thật có cái gì tốt đối sách, còn xin ngài không cần thừa nước đục thả câu. Chúng ta cũng đều biết, muốn đối phó cái kia tồn tại, không có khả năng không trả giá một điểm giá cao. Một đầu tạp mao xuyên Đạp Lâm cười cười, đây mới là hắn muốn nghe nhất lời nói. Gặp mấy người khác, cũng đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng chấp nhận mệt tử tỏ thái độ, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian. Nói thẳng, ba thành, mấy người các ngươi quốc gia, năm nay cống hiến ra ba thành linh dược chúng ta tại đặc quốc thân là thế giới hải đăng, thế giới cảnh. Xem xét, nhất định sẽ không để lại dư lực tiêu diệt vật kia, còn cho thế giới một cái thái bình, để cho thế giới nhân dân yên tâm. Bất quá việc này phải gánh vác rất nhiều nguy hiểm, một khi thất bại, sự tình bại lộ, chúng ta tại đặc quốc sẽ lọc vào trả thù đáng sợ. Các ngươi trả ra đại giới còn không chống đỡ được chúng ta tại đặc quốc gánh chịu nguy hiểm, điều kiện này đã là cực hạn. Mẹ tử bọn người nghe xuyên đặc lâm mở ra điều kiện, ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Nếu quả thật có thể sử dụng năm nay ba thành linh dược, giải quyết cái này họa lớn trong lòng, ngược lại cũng đáng giá. Xin hỏi Xuyên Đặc Lâm Tổng thống, ngài kế sách là AB tiểu tình tử hỏi. Xuyên Đặc Lâm lắc đầu, không tiện lộ ra, tại thành công phía trước, bảo mật tính càng cao càng tốt. Chương 159, phòng ngừa chu đáo. Hàng đêm còn không biết tại đặc quốc chuẩn bị đối phó hắn, lúc này hắn đang tại bồi đại bảo tiểu bảo tu luyện, chờ đợi hổ bà nương thức tỉnh. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, cuối cùng tại nửa tháng sau, lãnh thanh thu làm tan thức tỉnh, hồi tưởng lại đối phó Ibaraki Doji một màn, nàng đến nay lòng còn sợ hãi, lại không có cái kia tâm tư cùng hàng đêm chơi đùa, lập tức bế quan đi. Một ngày này, sơn mạch đông bộ một tòa bên trong xà cốc. Sương lạnh cự xà đang núp ở bóng mát trong sơn động tu luyện. Nhớ ngày đó hắn là cùng lão Bạch Viên cùng cấp độ tồn tại, nhưng quá mức xui xẻo, bị loài người phế đi. Bắt đầu lại từ đầu tu luyện hắn, một bước kém, từng bước kém, bây giờ đã theo không kịp tiết tấu. Mặc dù thực lực tại trong bầy thú không tính rất mạnh, nhưng sương lạnh cự xà ngược lại cũng cảm thấy chính mình trôi qua không tệ bây giờ không chỉ có rất nhiều rắn mẹ bạn lữ còn sinh hạ rất nhiều hậu đại nghĩ lại ở tòa này sơn cốc phụ thân các con trong núi tìm được một cái thứ rất kỳ quái lúc này một đầu màu lam xà bơi đi vào hắn là sương lạnh cự xà trưởng tử a à, cho ta xem một chút sương lạnh cự xà lập tức liền giữ vững tinh thần tới cho là lại có đồ tốt hiện thế bất quá khi nhìn đến tiểu xà nhóm kéo tới đồ vật sau đó hắn lập tức lòng sinh cảnh giác mang theo thứ này chạy tới sơn mạch nội địa. Đại vương, có thuộc hạ linh xà cốc phát hiện nhân loại máy móc, không biết là làm gì dùng. Sương lạnh cự xà đem vật kia từ trong mồm phun ra. Thứ này chợt nhìn giống như là tảng đá, nhưng kỳ thực là ngụy trang thành đá máy móc. Thứ này có cơ khí đủ, có thể di động, kiểm TRA cẩn thận sau đó phát giác trước sau còn có giống vòi phun một dạng đồ vật. Cũng không phải bắt chước ngụy trang camera. Này sẽ là cái gì đâu? Hàng đêm chơi đùa một hồi, không nhìn ra cái như thế về sau đây cũng không phải là hắn gần nhất lần thứ nhất nhìn thấy loại này bắt chước ngụy trang máy móc mấy ngày nay lục tục ngo ngoe có khác thống lĩnh mang theo đồ vật đến đây bẩm báo có bắt chước ngụy trang thành thân cây có bắt chước ngụy trang thành tiểu động vật đủ loại tạm thời còn không biết nhân loại mục đích nhưng có thể là tại đầu độc hàng dạ tâm nghĩ ngoại trừ đầu độc cùng giám sát hắn nghĩ không ra nhân loại phái thứ này tới sẽ có cái mục đích gì quá tối sơn mạch không nhỏ những thứ này bắt chước ngụy trang người máy không giống vật sống ẩn vào tới càng thêm dễ dàng Lưu Tâm quan sát phải chăng còn có vật tương tự, nếu như phát hiện, lập tức tiêu hủy. Còn có tận lực không cần cùng tiếp xúc, cách nó xa một chút, trực tiếp đem hắn băng phong. Hàng đêm nói. "Hảo, thuộc hạ lần này trở về an bài." Sương Lạnh cự xà lập tức lui ra. Hàng trong đêm tâm ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an, hắn lập tức hướng về sơn động đi đến. Lúc này, sơn động chỗ cửa hang đã bị đóng băng lại, hổ bà nương từ nhập quan ngày lên vẫn tại bên trong tu luyện. Hắn đi lên trước, nâng lên hổ trảo nhẹ nhàng vỗ vỗ. Thu Nhi, ta có việc thương lượng với ngươi. Hắn vừa nói xong, cửa động khối băng liền trong nháy mắt hòa tan. Hàng đêm đi vào, chỉ thấy hổ bà nương nằm nghiêng, bày ra một cái hơi có vẻ vũ mị tư thế. Ma quỷ, lúc này mới không bao lâu, ngươi liền không nhịn được. Nàng gắt giọng, thân ảnh lóe lên liền đi đến hàng đêm bên cạnh, hai cái trảo trảo ôm lấy hắn. Hàng đêm ho nhẹ một tiếng, trả lời, nghĩ gì thế? Ta là có chuyện tới tìm ngươi. Trên núi đột nhiên thêm ra rất nhiều mang theo vòi phun bắt trước ngụy ra người máy, ta hoài nghi nhân loại có thể tại hướng chúng ta đầu độc. A. À, lãnh thanh thu hổ con mắt hơi mở, tự hồ nghĩ tới điều gì. Hắn nhớ kỹ đời trước tại đặc quốc làm qua một kiện chuyện thất đức. Khi đó Hải Âu Châu có một con cường đại thú vương, nghiêm trọng uy hiếp ở Anh quốc chờ Tạ đặc quốc đồng minh an toàn. Tại nhiều lần cường công thất bại bối cảnh dưới, Tạ đặc quốc vận dụng bí mật nghiên cứu chế tạo nhiều năm vũ khí sinh hóa. Loại này vũ khí sinh hóa đặc biệt nhằm vào nắm giữ linh lực sinh linh, mục tiêu tương đương với trên thế giới tất cả tiến hóa giả mới đầu tại đặc quốc cái này vũ khí sinh hóa uy lực cũng không mạnh nhưng về sau giống như phát sinh dị biến độc tố không trực tiếp công kích sinh vật cơ thể mà là xâm nhiễm linh lực ô trọc sau linh lực từ phụ trợ sinh linh tiến hóa bảo khí trực tiếp biến thành đòi mạng khí độc cuối cùng chính xác đối với hải âu châu cái kia cổ đàn thú tạo thành sự đã kích không nhỏ nhưng cũng sợ chính là chất độc này có truyền nhiễm tính chất một chút hải âu châu tiến hóa giả trúng chiêu sau đó loại độc tố này rất nhanh tại hải âu châu truyền ra tới cuối cùng lan tràn đến toàn bộ lam tinh tạ đặc quốc khiên đá đập chân để cho vốn là ở vào hoàn cảnh xấu nhân loại tình cảnh càng thêm gian nan lãnh thanh thu hoài nghi cái này rất có thể là tạ đặc quốc thủ bút bây giờ trong bầy thú thú con rất nhiều nếu thật là dạng này vậy rất có thể sẽ đối với đàn thú tạo thành tổn thất nghiêm trọng chúng ta phải sớm đề phòng đúng lúc gần nhất có một cái bảo vật sắp hiện thế nếu là đem cái kia bảo vật đoạt lại không nói cái này nho nhỏ tạ đặc quốc vũ khí sinh hóa tương lai đối mặt dùng độc địch nhân cũng có thể đưa đến rất tốt khắc chế hiệu quả Lãnh Thanh Thu nói. Hàng đêm nghe xong, lập tức hỏi, vậy vật này ở đâu? Đại Hạ Quốc miền Nam một tòa hành tỉnh. Vị trí cụ thể tại, nàng nói. Đại Hạ Quốc không giống như nơi khác, không thể công khai nhận được nơi nào đây, để tránh sinh ra xung đột. Nho nhỏ ba ca quốc liền ẩn tàng có cổ đại cường đại yêu quỷ, khó đối phó, Đại Hạ Quốc thân là Lam Tinh duy nhất kéo dài đến nay cổ quốc, chắc chắn ẩn tàng có tồn tại càng khủng bố hơn. Đến đó về sau, tận lực điệu thấp làm việc. Hàng đêm gật đầu một cái, đối với cái này rất tán thành. Mặc dù nếu là lấy thực lực của hắn bây giờ, lại đối phó Ibaraki Doji loại này cấp bậc cổ sinh vật sẽ không như thế tốn sức. Nhưng phải biết, lúc đó Ibaraki Doji vừa mới thức tỉnh, nguyên bản SSS cấp thực lực còn chưa khôi phục, chân thực chiến lực 10 không còn một, chỉ là S cấp 2 sao. Muốn nói đại hạ quốc cảnh nội không có cổ sinh vật sớm khôi phục, hắn là không tin. Phàm là có như vậy một hai tôn khôi phục bộ phận thực lực, đối với đương thời sinh linh tới nói, tuyệt đối cũng là kinh khủng tồn tại vậy ta bây giờ liền xuất phát. Hàng đêm quay người liền muốn đi, bất quá lại bị lãnh thanh thu bắt được. Thế là hàng đêm liền hung hăng giáo huấn nàng một trận. Hai ngày sau, đại hạ quốc nam bộ hành tỉnh, tòa nào đó thành thị. Hàng đêm lấy não hạng chóc sống, hiếu kỳ đến quan sát đến nhân loại xã hội hiện đại. Cùng hắn trong ấn tượng thế giới so sánh, chính xác tiên tiến hơn một chút, nhưng cũng không hắn tưởng tượng tương lai như vậy. Đại vương, ngươi có đói bụng không? Lâm chỉ lan thầm nói. Nàng đang ôm lấy thu nhỏ thân hình hàng đêm, hàng đêm nhỏ tựa như một con mèo đen, chợt nhìn còn có chút khả ái. Ta mấy năm không ăn đều được, chính ngươi trước tiên tìm một nơi ăn đi. Hàng đêm trở lại. Đại gia ở chung lâu, đối với lẫn nhau đều hiểu rất rõ. Nàng mân mê cái rắm. Cổ, hàng đêm liền biết nàng nghĩ phóng cái gì cái rắm. Nàng cái này là hỏi hắn có ăn hay không cơm, rõ ràng là chính mình thèm. Đây cũng không kỳ quái, nàng phần lớn thời gian trong núi tu luyện, ăn đến gọi là một cái thanh đạm. Dưới mắt đi tới thế gian phồn hoa, chắc chắn nhịn không được tìm nhà toa huyện lớn khách sạn ăn vặt một trận sau, bọn hắn tiếp tục hướng chỗ cần đến tiến phát. đích đến của chuyến này tại Thập Vạn Đại Sơn. Qua một thời gian ngắn sẽ có một cây linh dây leo hiện thế, sẽ kết xuất một loại có thể giải bắt độc linh khí. Chương 160, Thập Vạn Đại Sơn. Linh khí khôi phục đã tầm 10 năm, thế giới biến hóa không thể bảo là không lớn. Lúc trước Thập Vạn Đại Sơn, không người hỏi thăm, cũng liền một chút nhân viên nghiên cứu khoa học còn có lữ hành kẻ yêu thích thường xuyên đi tới. Nhưng bây giờ thập vạn đại sơn trở thành nam bộ hành tỉnh sốt dẻo nhất địa điểm một trong nhắc tới cũng kỳ quái cái này thập vạn đại sơn hẳn là một chỗ đáng sợ giả khu sẽ sinh ra cực kỳ cường đại thú vương mới là nhưng sự thật hoàn toàn tương phản trong thập vạn đại sơn không nói a cấp thú vương chính là b cấp thú vương cũng khó phải gặp một lần sau hàng đêm trước đây vị trí đại hưng sơn mạch còn muốn rớt lại phía sau nhưng một khối này khu vực nhiều núi rừng rậm vốn không ứng như thế sau có nhân viên nghiên cứu đến thập vạn đại sơn khoa khảo phát hiện cái này thập vạn đại sơn từ trường rất kỳ quái. Vừa vào núi, la bàn sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Nhưng dùng các thiết bị dò xét, nhân loại cũng không phát hiện trên núi ẩn tàng có đồ vật gì. Sau một khoảng thời gian, mọi người dần dần quên đi chuyện như vậy, cũng không người truy đến cùng nguyên nhân. Mỗi ngày đều có đến từ cả nước các nơi tiến hóa giả, đi tới thập vạn đại sơn, chờ mong nhận được tiến hóa chi bảo. Dù sao giống như vậy mênh mông, nhưng cường đại thú tộc thưa thất giả khu, toàn bộ đại hạ quốc đều không mấy cái. Người càng nhiều, sinh ý cũng liền tới. Hiện nay thập vạn đại sơn bên ngoài đã diễn sinh ra tất cả lớn nhỏ mười mấy cái thị trường, mỗi ngày đều có dông binh hoặc là độc thân tiến hóa giả lên núi đào bảo, lấy ra giao dịch. Ngoại trừ những thứ này thị trường, chung quanh càng là có từng ngọn khách sạn, cung cấp lui tới người nghỉ ngơi, dùng cái này mang đến đủ loại đủ kiểu sản nghiệp. Bây giờ Lâm Chỉ Lan mang theo hàng đêm rời đi nội thành đi tới bên ngoài thập vạn đại sơn này, bởi vì sắc trời đã tối, hàng đêm liền không chủ trương vào núi tại cái này bên ngoài nghỉ ngơi một đêm lại vào đi lâm chỉ lan tại khốn nạn quốc đã có không tầm thường sản nghiệp là cái thỏa đáng phú bà nhận được hàng đêm thụ ý sau đó nàng liền đến bên ngoài thập vạn đại sơn này phiên chợ bên trong đại mua đặt mua không chỉ có là linh dược chính là một chút vật ly kỳ cổ quái cũng cùng nhau mua bất quá hàng đêm từ trước đến nay cẩn thận không có để cho nàng mua thêm tại một cái phiên chợ mua sắm một chút liền lập tức đổi được cái tiếp theo phiên chợ đi a à, vật này là hàng đêm nhìn xem trong quán đồ vật, cảm giác rất không tệ. Bảo vật tên, tử thai thái tuế. Bảo vật giới thiệu, biến dị thái tuế ngưng luyện linh hồn sau khi thất bại sản phẩm, là vì cờ hờ, tết thái tuế, đem đặt linh tuyền bên trong, nhưng lần nữa lớn lên, nhưng vẫn như cũ vì tử vật, vĩnh viễn không cách nào sinh ra linh hồn, cờ hờ, tết thái tuế cũng có thể giống sống thái tuế, không ngừng lớn lên, phân liệt, tự lành, lấy đặc thù gia công thủ pháp có thể đem thái tuế thịt ngưng luyện thành sinh mệnh kết tinh, đề thăng nhục thân cường độ cùng độ tinh khiết. Bảo vật, cấp, không tin, có nhất định trưởng thành tính chất đại vương. cái đồ chơi này có điểm gì là lạ a? lâm chỉ lan nhìn xem cái đồ chơi này, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. nàng nhớ kỹ hồi nhỏ nhìn qua một cái tivi phỏng vấn, nữ phóng viên nghiên cứu chính là nhục linh chi, cùng trước mắt cái này rất giống. nàng sợ náo ra chê cười tới. tỷ muội, ta đây chính là ban ngày mới từ trong đất đào ra, là hàng thật. đáng tiếc nha. bày quầy bán hàng bày một ngày, cũng không nhìn thấy cái biết hàng. ngươi nếu là để ý. Ta cái này bày bên trong đồ vật ngươi liền cái này thái tuế một khối, chọn lựa ba loại, thu ngươi 50 vạn. Chủ quán là một cái tuổi trẻ phụ nữ, thực lực hơi thấp, chỉ có e cấp tứ tinh mà thôi. Đại vương, thật muốn mua cái đồ chơi này. Lâm Chỉ Lan lại hỏi. Hàng đêm trả lời, đó là đương nhiên, đây chính là đồ tốt, quay đầu ngươi thật có phúc. Được chưa? Lâm Chỉ Lan bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem cái này hình dạng không quá lịch sự thái tuế kèm thêm khác hai mảnh cấp thấp linh dược lá cây mua xuống nhưng ngay tại Lâm Chỉ Lan trả tiền xong, đem mấy thứ ném vào không gian tùy thân sau đó. Bên tay trái đột nhiên truyền tới một thành thục giọng nữ, bằng hữu, chúng ta nói chuyện, đem ngươi vừa rồi mua đồ vật nhường cho ta. Ta nguyện ý thêm ra 10 vạn, đến mua ngươi vừa rồi cái kia mấy kiện đồ vật. Lâm Chỉ Lan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đó là một cái búi tóc cao bàn, mặt thanh sắc sườn xám nở nang nữ nhân. Nữ nhân này thịt phải vừa đúng, chân chính thân sĩ thích nhất cái này. Ngượng ngùng, thứ này ta giữ lại hữu dụng. Lâm Chỉ Lan mỉm cười, xoay người rời đi bất quá lúc này nàng bên tay phải cũng có người bu lại đó là một cái cột sông đuôi ngựa ăn mặc thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ tại thiếu nữ sau lưng còn đứng hai cái âu phục phẳng phiêu đeo kính trăm đại hán uy ngươi vừa rồi cái kia ba món đồ cho ta ta cho ngươi một trăm vạn thiếu nữ này trực tiếp ra giá lâm chỉ lan nhẹ nhàng lắc đầu trực tiếp muốn đi nhưng vào lúc này cặp kia đuôi ngựa thiếu nữ sau lưng hai cái âu phục đại hán đi tới đem lâm chỉ lan lộ ngăn trở không để nàng đi Lâm Chỉ Lan nhìn xem ngăn tại trước người hai cái này đại hán, khóe miệng hơi hơi vung lên. Thực sự là thế phong nhật hạ, ta một cái nhược nữ tử, cư nhiên bị thi dễ như vậy. Nàng thầm nói. Cặp kia đuôi ngựa thiếu nữ cười ha ha, dựng thẳng lên hai đầu ngón tay, hai trăm vạn, hai trăm vạn mua cái kia hai mảnh phá lá cây, còn có một đống giống nước mũi ác tâm đồ vật, đổi chỗ, không ai có thể nguyện ý ra giá tiền cao như vậy. Đại vương, gặp phải tên gia hỏa có mắt không trồng, có thể hay không để cho ta đánh cờ hờ kết bọn hắn lâm chỉ lan hỏi hàng đêm hàng đêm nữ hài tử gia gia không cần hung tàn như vậy ngươi trực tiếp đi chính là bọn hắn ngăn không được ngươi thu nhi nói không sai bây giờ thế giới phong vân biến ảo quỷ quyệt khó dò vạn sự đều khiêm tốn một chút hảo đi lâm chỉ lan muốn đi ở đây chính xác không có người có thế ngăn được ngay tại nàng sắp rời đi lúc một bên khác cái kia người mặc sườn xám mỹ thiếu phụ đi đến bên người nàng tiểu lan đừng làm rộn ta cũng không phải rất ưa thích vật kia ngươi không đáng vì ác tâm ta nhất định muốn mua xuống vật kia để cho vị tiểu tỷ tỷ này rời đi a à. đừng làm khó dễ nàng sườn xám thiếu phụ nói cặp kia đuôi ngựa thiếu nữ cười cười hai tay ôm vu phi sân bay phía trước nào có chuyện tốt như vậy ta ngàn tiểu lang mong muốn liền không có không có được ta thân yêu mẹ kế ngươi cũng đừng mạo xưng người tốt lành gì ta nhìn ngươi là muốn nàng đi về sau lặng lẽ đi theo tiếp đó giết người cướp của tiểu tỷ tỷ ta đây chính là đang bảo vệ ngươi ngươi mau đem đồ vật giao ra a à. còn có ngươi trong ngực ôm là mèo vẫn là cậu a à. vẫn rất béo thật đáng yêu ta muốn ngươi đem hắn cũng bán cho ta ta đang cần một cái sủng vật đâu nói đến đây xong đuôi ngựa thiếu nữ liền móc ra một cây xích chó căn này xích chó bên trên còn dính có vết máu chật chật đúng lúc ta nuôi bên trên một con chó cờ hờ kết bây giờ không có đồ vật lưu xong đuôi ngựa thiếu nữ cho cái kia hai cái đại hán bảo tiêu nháy mắt ra dấu muốn trực tiếp để cho bọn hắn trắng trợn cướp đoạt nhưng vào lúc này người chung quanh chỉ thấy một cái bóng đen thoáng qua này đôi đuôi ngựa thiếu nữ từ đầu đến chân bị ăn một cái ngạch đại vương ta không phải phải khiêm tốn sao lâm chỉ lan lẩm bẩm nói hàng đêm mụ nội nó chứ ta đây nhịn không được lâm chỉ lan tốt a à. ngươi là vương ngươi nói rất đúng chờ đến lúc người chung quanh tỉnh hồn lại lâm chỉ lan đã ôm hàng đêm chạy cái kia người mặc sườn xám mỹ thiếu phụ một mặt chấn kinh. Nàng cho tới nay đều đang giả heo ăn hổ, thực lực kỳ thực đã sớm đạt đến B cấp. Nhưng vừa rồi, nàng vậy mà trái tim đột nhiên ngừng, cảm giác huyết dịch khắp người đều động lại. Chỉ có đối mặt thực lực mạnh hơn chính mình gấp 10 gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần sinh linh, cơ thể mới có thể bản năng sinh ra loại này ứng kích phản ứng. Vừa rồi cái kia đen kịch đồ vật đến tột cùng là cái gì? Lâm Chỉ Lan mở gian phòng, buổi tối hơi nghỉ ngơi một chút. Hàng đêm nằm ở trên giường mềm mại, suy nghĩ nhân loại chính xác sẽ hưởng thụ sau này mình cũng muốn cải thiện một chút sinh hoạt điều kiện mới được bất quá đúng lúc này hắn cái mũi hít sâu đột nhiên ngửi được một cổ rất sảng khoái hương vị xoay người nhìn lại là lâm chỉ lan bỏ đi giày chân nhỏ chân bàn thối